Em chào thầy, em chào cả lớp. Chào Trang, chào chú Sơn. Dạ, chào thầy. Thầy chia sẻ với cái cô vừa rồi á. Cô vừa rồi cô nói thợ thi cúp điện gì đó. À, chuẩn bị từ sau mình thi cúp điện phải không? À, nhưng mà nói chung thì cái như là học thì phải có thi. Nhưng mà thi thì cái như là được hay là không được cái gì là cái vấn đề đó là ngoại lệ. Nhưng mà cái được nhất là mình phải chú ý học bài, học bài, hiểu bài. Dầu thi không được nhưng mà mình hiểu bài mình vẫn làm nghề được. Đó là ý kiến của tôi đó. Dạ, cảm ơn xin. Nói chung là mình học là một chuyện, nhưng mà nếu mà học không thi thì nó đâu còn ý nghĩa ha. Dạ. Không có thi thì không có nghĩa. Nên là thi để làm gì? Để nhằm là chốt lại cái kiến thức của chúng ta đã học, nhằm khẳng định được cái vị trí mà chúng ta trong thời gian qua chúng ta đã học được cái gì đó. Có nghĩa là chúng ta tổ chức thi, thì các anh chị cũng đừng gò bó. Nếu mà thi lỡ có gớt thì thi lần sau nữa, học bài giỏi hơn. Không, học hai quận thì cái nào cũng thuộc thôi, có đâu mà đừng có lo lắng quá. Ở thừa cúp điện chống thi. Học mà phải thi ha. Dạ. Nhưng bây giờ chúng ta học không phải giống như ngày xưa đâu các anh chị. Dạ, nguyên tắc đúng đúng đi ra giờ cái việc học. À, các anh chị thấy giờ dắt giờ nó rất là khó ha. Trường khó chung mà cái ban cái rồi phải không? Đúng ngay đó 7 giờ là tất cả phải lên lớp, giáo viên và học viên phải lên lớp hết. Rồi lúc đó ai vô học thì học, ai không học thì thôi, cái đó là quyền ở các chị. Còn các chị học có được hay không được, gớt ở lại hay là cái đó là chuyện của anh chị giáo viên không có lo. Nhưng mà trong thời gian qua các anh chị thấy là riêng cái môn này mà tôi đảm nhận á, đã chia sẻ cho các anh chị thấy có thời gian á cũng yêu cầu đồng hợp tác với anh chị luôn để học buổi tối. Đó, thi thì cũng ôn thi cho các anh chị đầy đủ ha. Đã là nói chung là để làm sao cho thuận ở trên mà được lòng ở dưới ha, cũng là hiểu ý được các anh chị công việc khó khăn nên là đi học là bây giờ là nó đã hơi muộn, nhưng mà chúng ta cũng đã cố gắng thì thôi bây giờ hai bên cùng nhau cố gắng thêm chút nữa để chúng ta được hoàn thành nhiệm vụ thôi. Công việc bà ngoại với bác gần một hàng tháng. Còn các anh chị thì được hoàn thành cái học phần để sau khi mình ra trường được mà cái nhà trường cấp bằng khẳng định mình là đúng là một cái y sĩ đó, chính quy ha. Bằng các anh chị sau này được gọi là cấp bằng trung cấp chính quy chứ không còn chuyên nghiệp đâu nha các anh chị. Sau này các anh chị là đào tạo được y sĩ là chính quy hết. Bằng chúng ta một bên là quốc tế ha, tiếng Anh ha, một bên là tiếng Việt theo cái quy định của cái mẫu của ASEAN ha, là đi được các nước đó. Nên chúng ta cố gắng học nha các anh chị. Mặc dù nội quy nhà trường thì nó không có phải giống như ngày xưa đâu các anh chị, không có ai bắt nằm cuối đâu ha, không ai bắt mình cuối nữa. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta nên tinh thần tự giác ha, không ai để mà mình ấy nặng quá là đè giác. Hôm nay đúng 7 giờ là chúng ta bắt đầu học các anh chị. Và hôm nay ai vô sao thì thôi ha, hẹn ngày mai luôn. Để mất thời gian chúng ta nữa. Có nghĩa là lịch học là một bữa đầu mình tình cảm được ha. Bữa thứ hai mình cũng tình cảm rồi, đã tốt rồi. Hôm nay đúng giờ chúng ta lên lớp thôi. Chứ giờ mình đã chuẩn bị cả ngày rồi, biết là chiều nay là thế nào cũng phải học. Nên là chúng ta cũng phải tranh thủ. Mà nói gì là các anh chị có mặt đây là chịu tội quan. Cái người vắng mặt đâu có nghe. Mà cái lỗi là lỗi của người vắng mặt chứ không phải là lỗi của người có mặt. Thôi giờ là mình là cả lớp cùng đồng lòng ha. Chịu khó nghe chút xíu, thông cảm cho tôi. Rồi bắt đầu chúng ta học thôi ha các anh chị. Cũng mình đã sinh hoạt rồi, cũng có trao đổi đầu giờ rồi, cũng có hỏi rồi. Tại bài còn dài lắm mà chúng ta chỉ có 4 tiết à, chỉ có 4 buổi thôi mà tới 8 bài sao tôi dạy kịp. Mà trong khi đó các anh chị thấy một buổi là ta dạy mà 2 bài dạy không nổi nữa, dạy không kịp. Nên chúng ta phải cùng nhau cố gắng nha, để cho nó hoàn thành mục tiêu ha.
đầu chúng ta học nha các anh chị. Hôm nay là chúng ta sẽ học là về cái học thuyết thiên nhân. Hôm nay chúng ta sẽ học về cái học thuyết thiên nhân, là thiên địa nhân hợp nhất ha. Bình thường chúng ta nói là thiên thời địa lợi nhân hòa ha. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Vậy là bây giờ là trời là hỗ trợ cho mình ha. Đó là mưa thuận gió hòa ha. Nó làm cho đất cát được tốt ha. Đó, gặp mà những người mà cùng chung chí hướng ha, gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa thì làm cái gì nó cũng được hết trơn ha. Như vậy nó cũng ứng giống như trong cơ thể của người chúng ta. Nếu mà thiên thời địa lợi nhân hòa rồi ha, thì sao âm dương nó luôn luôn lúc nào nó cũng sẽ cân bằng được như thế này. Còn nếu mà thiên thời địa lợi nhân không hòa rồi sao? Thương nhau trái ấu cũng tròn ha, mà ghét nhau rồi cái quả bồ hòn nó cũng méo. Đó. Như vậy cái nội dung về cái học thuyết thiên nhân hợp nhất này là mục tiêu chúng ta là yêu cầu là phải trình bày được cái quan niệm và cái nội dung của học thuyết thiên nhân hợp nhất, trình bày được ứng dụng của học thuyết thiên nhân hợp nhất trong y học. Về đại cương, học thuyết thiên nhân hợp nhất còn gọi là quan niệm chỉnh thể. Học thuyết thiên nhân hợp nhất nói lên mối quan hệ giữa con người với hoàn cảnh tự nhiên và xã hội. Mối quan hệ này luôn mâu thuẫn và thống nhất nhau. Con người cần phải thích nghi, chế ngự và cải tạo hoàn cảnh tự nhiên và xã hội mới có thể sinh tồn và phát triển. Đọc tới đây bắt đầu chúng ta mới phân tích ha. Con người phải thích nghi, chế ngự hoàn cảnh ha. Có nghĩa là chế ngự, cải tạo lại cái hoàn cảnh tự nhiên với bên ngoài và xã hội thì chúng ta mới có thể sinh tồn và phát triển. Ví dụ như các anh chị thấy hiện nay không, giống như lớp trưởng ta mới vừa báo là chuẩn bị là sắp là chúng ta có một cái cơn mà bão ha. Mà cái này là ở bên nước ngoài nó báo chúng ta hỏng gà là cách nay là cũng khoảng 10 bữa các anh chị. Nó dự báo đúng ngay ngày 16 ha. Ngay ngày 16 này là sẽ hình thành cái trận bão này rất là lớn ha. Nó rất là nguy hiểm. Như vậy chúng ta các anh chị thấy ha, nếu mà chúng ta mà đã cái môi trường nó đã là thay đổi mà đột ngột vậy mà chúng ta không thích ứng với nó thì sao? Chúng ta sẽ bị nó chế ngự và nó là kìm hãm cái sự mà hưng phấn chúng ta lại. Đó là nó không cho chúng ta phát triển lên và nó dập chúng ta xuống. Đó, như vậy bắt buộc con người phải sao? Phải chế ngự ngược lại đó. Bây giờ nếu mà chúng ta biết ngày mai sắp tới bão ha, mình phải sao? Mua dây chì cái này kia để chúng ta kiên cố lại nhà cửa ha. Để làm gì? Để tránh gió bão, để nó sập hầm hố rồi này kia ha. Đó, cây cối rồi xung quanh nhà chúng ta cũng cần phải mé ha, dây điện để đàng hoàng. Để gì? Chế ngự và cải tạo lại cái hoàn cảnh tự nhiên giới bên ngoài. Đó. Và đối với xã hội thì ngày càng phát triển không ngừng ha. Cho nên con người chúng ta cũng phải gì? Cần phải trau dồi kiến thức học hỏi. Giống như các anh chị hiện đang ngồi trên ghế nhà trường này. Có ngày xưa chúng ta không cần học cái này đâu, các anh chị cũng phải dẫn đi ra làm được, dẫn cứu người được bình thường, lúc đó không ai nói. Tại sao? Tại vì lúc đó chưa có lực, đâu ai nói đâu. Anh cũng như tôi cũng như anh thôi, giúp nhau cái rồi xong ha, không có gì, không ai bắt bớ, không ai nói gì. Nhưng mà ngày hôm nay xã hội chúng ta là một cái xã hội phát triển và văn minh thời đại mới trong cái thời hậu nhập. Đó, như vậy bắt buộc là chúng ta phải sao? Anh muốn làm nghề thầy thuốc, anh phải trải qua một cái quá trình đào tạo tối thiểu nhất là phải trung cấp. Phải trung cấp. Như vậy trung cấp y học này, như vậy các anh chị học 2 năm thì các anh chị được xác nhận, được cấp bằng, được tôn vinh và cấp bằng, giao cái mà chứng chỉ, cái bằng cấp cho các anh chị. Để về các anh chị đó là đã học được cái pháp lý, để các anh chị đủ điều kiện để các anh chị là hành nghề. Đó, như vậy là chúng ta là phải gì? Phải thích ứng theo cái xã hội trong cái thời đại mới. Ngày xưa lương y là chúng ta làm được rồi ha. Thậm chí là không phải là lương y thì cũng gọi bằng thầy luôn ha. Thấy ai bấm cái thầy ha, vuốt vuốt cái là cũng thầy ha. Ở hơi ngáp vài cái cũng thầy. Nói chung đủ thứ thầy ha. Nhưng ngày hôm nay thì sao? Ai mà ở ngáp lên cái là công an tới liền ha. Đó, cho nên là bây giờ các anh chị thấy sao? Dương là Dương đang thịnh, đang phát triển, là thắng được mà cái gì, cái âm. Nên là chúng ta không thể nào mà
không có mà cập nhật kiến thức mà để phát triển theo cái thời đại mới để hội nhập được ha. Mà nếu mà chúng ta không phát triển được thì sao, thì không thể hòa nhập được, không thể sinh tồn và phát triển được. Nên bắt buộc thì con người cần phải thích nghi, chế ngự, cải tạo hoàn cảnh tự nhiên và xã hội mới có thể sinh tồn và phát triển. Đó, các anh chị thấy không? Ở ngày xưa các anh chị thấy là về cái mà giống như các vị sư ha, ngày xưa mà các vị đức tăng ha, cao tăng ha, mà cái tăng đoàn mà đi ngang ha, dân chúng là các anh chị thấy sao? Phải đứng ra hành lễ ha, trì hành ha, đó, kính lễ tăng đoàn. Nhưng mà ngày hôm nay cái Phật pháp trong thời đại mới thì sao? Có thể là sao, Phật tử là câu cổ sư phụ trụ trì luôn ha, nói chuyện bình thường. Nhưng mà sao, sư phụ vẫn không trách, vẫn quan hỷ. Tại vì sư phụ biết thì đó là người phàm, người đời, thôi kệ đó ha. Bây giờ là chuyện đời mà, miễn sao hai bên vui vẻ là được rồi đó. Mai là kêu bằng thầy ha, chứ hên là không có kêu bằng thằng ha đó. Nên là các sư phụ trong chùa là sao, quan hỷ, hiểu đó. Có nghĩa là thích ứng với hoàn cảnh tự nhiên bên ngoài theo thời đại mới. Ngày xưa chúng ta gặp thầy phải sao, chắp tay A Di Đà Phật, chúng ta phải kính lễ ha, nó trì hành. Còn những mà anh chị khác sao đó, khi mà chúng ta lên ăn cơm ha, gặp gia đình mà về làm dâu ha, khó khăn ha, mà khi mà chúng ta bước vào lên cái bàn trên, lên nhà giữa ha, mà để mà thấy mà khách ở trên là như vậy, con dâu đâu có dám được bước lên trên đó đâu ha, hoặc là sao trà châm tủ gót rồi ha, làm nó rất là tôn ti trật tự. Nhưng mà nếu mà ngày hôm nay mà cái gia đình nào còn cái phong kiến đó thì sao, nó bị lỗi thời thì không thể phát triển được. Mà không phát triển ở xã hội mà không phát triển được thì đương nhiên với tự sinh tự diệt ha, mình không tồn tại được đó. Có nghĩa là làm sao con người phải biết thích nghi và chế ngự và cải tạo hoàn cảnh tự nhiên và xã hội đó, để chúng ta sinh tồn được. Giống như ví dụ các anh chị ở tại cái nơi mình ở đi, nơi các anh chị sinh ra và ở đó, nếu mà chúng ta không chế ngự được những gì, những cái mà thực vật ở bên ngoài và động vật ở đó, thì sao chúng ta sẽ bị ảnh hưởng cái hoàn cảnh tự nhiên giới này, nó áp ngược lại đó, cây cối mọc lên tùm ha, làm che phút đi đó, để chúng ta không được mà có một cái môi trường được tốt ha. Nên bắt buộc sao, chúng ta phải biết chế ngự cái hoàn cảnh môi trường ở bên ngoài đó. Vì trong y học cổ truyền, học thuyết thiên nhân hợp nhất đã được vận hành thành phương châm để chỉ đạo trong phòng bệnh và bảo vệ sức khỏe, tìm ra cái nguyên nhân gây bệnh và đề ra phương pháp chữa bệnh toàn diện. Hôm qua chúng ta học học về cái mà âm dương và cái ngũ hành, để chúng ta biết âm dương từ đâu mà có, và cái ngũ hành là nó vận chuyển như thế nào, và nó xuất phát từ đâu. Và ngày hôm nay thì chúng ta làm sao, chúng ta học thêm cái này gì, để chúng ta biết được học thuyết mà thiên nhân này, để gì, để chỉ đạo trong cái việc phòng bệnh và bảo vệ sức khỏe đó. Bây giờ chúng ta đang thấy là bây giờ hôm nay thấy cái bao tử chúng ta, cái dạ dày chúng ta ở bộ phận tỳ vị này nó không được tốt, nó có một cái mà triệu chứng là thất thường, nó đau lâm gâm như vậy, chúng ta phải chỉ đạo không cho nó là đau nữa. Như vậy bằng cách gì, tay chúng ta phải đi lấy viên thuốc nặng uống vô để cho hết đau đó. Hoặc là sao, tập phòng như thế nào đó để sao, để tăng cường cái sức khỏe đề kháng chúng ta lên để không còn đau nữa đó. Đó là cái mục đích mà hôm nay chúng ta bàn luận đến, đó là cái học thuyết thiên nhân ha. Về khái niệm đại cương là như vậy. Như vậy hoàn cảnh tự nhiên xã hội ảnh hưởng đến con người. Con người là một sinh vật trong vũ trụ, là một tiểu vũ trụ, nhân thân tiểu thiên nhiên, tiểu thiên địa, do đó chịu mọi ảnh hưởng và chi phối của vũ trụ. Như vậy chúng ta là một cái tiểu vũ trụ trong một cái vũ trụ. Và nhân thân của chúng ta là tiểu thiên địa trong một cái vũ trụ này. Và nó phải chịu chi phối mọi cái sự ảnh hưởng của vũ trụ này. Cho nên các anh chị thấy rõ chưa ha? Con người chúng ta là một cái sinh vật nằm ở trong cái vũ trụ. Cho nên chúng ta là một hành tinh nhỏ, tiểu vũ trụ nhỏ thôi.
hàng tỷ vũ trụ các anh chị, nhưng mà chúng ta chỉ là một cái tiểu vũ trụ thôi. Cho nên tại sao mắt chúng ta chỉ nhìn được có 50 mét thôi, nếu mà mắt chúng ta mà nhìn thấy được 500 mét là ghê lắm, không dám nhìn luôn ha, nó sẽ bị loạn hết. Tại sao bây giờ các anh chị thấy người ta có thể là gì, dùng kính hiển vi phóng đại lên cả triệu lần để chúng ta nhìn thấy được cái con quy gốt, nhìn kính chuyển rộng ha. Đó, kính chuyển rộng gì để nhìn thấy xa hơn nữa. Đó, có thể nhìn thấy xa xa hơn nữa, nhìn thấy ra khỏi trái đất luôn. Nhưng mà đến một cái tầm nào đó ngưng, không dám nhìn nữa, nhìn nữa là bị loạn liền. Đó, nên nếu mà mắt thường con người chúng ta chỉ nhìn được tới đó thôi, nếu không chúng ta mà nhìn xa nữa là nguy hiểm. Nếu mà nhìn thấu ở bên kia luôn là không được, nhìn xuyên tường là không được ha. Nên cái gì nó cũng gì, nó phải có một cái nhất định, và nó cũng gì, nó phải chịu chi phối ảnh hưởng tất cả những cái việc xung quanh đó, của vũ trụ này. Vậy hoàn cảnh tự nhiên ảnh hưởng đến con người là như thế nào? Hoàn cảnh tự nhiên là bao gồm gì? Tứ thời, tứ khí ha, đó, khí hậu, thời tiết, địa lý và tập quán sinh hoạt. Đó, ví dụ như khí hậu bốn mùa, không? Chúng ta là có gì xuân hạ thu đông, ha? Thời tiết là gì? Nắng ha, ấm ha, lạnh mát ha. Đó. Vậy ngày xưa là chúng ta quê em ha, là hai mùa mưa nắng. Ở đó bốn mùa tới còn hai mùa, giờ sao? Năm nay còn có mùa ha các anh chị. Đó. Khoảng 10 năm về trước thì còn được hai mùa, có bài ca quê em hai mùa mưa nắng. Đó. Cách nay khoảng 2 năm còn được mùa cho đến nay. Không, giờ còn có mùa cu huy à, đến nay không còn mùa gì hết, còn mùa cu huy à, chịu ảnh hưởng tới giờ. Đó, và do cái địa lý tập quán sinh hoạt. Như vậy các anh chị thấy ha, chúng ta là cái điều cái tập tục ha. Đó, nếu mà các anh chị thấy là bây giờ ở một cái khu mà khu vườn ha, ở quê mà chúng ta sống bằng một cái cuộc sống là chân tình lành mạnh, tình làng nghĩa xóm ha, yêu thương lẫn nhau, chăm sóc giúp đỡ lẫn nhau, tối lửa tắt đèn có nhau ha, yêu thương thì sao, cái địa lý tập quán ở địa phương này nè tốt, thì con người chúng ta thì sao, phải phù hợp theo cái hoàn cảnh tự nhiên này. Đó, để chúng ta thích nghi. Bây giờ ai cũng tốt chứ, mà mình tự nhiên mình xấu với người ta sao được, đúng không? Thì chúng ta cũng phải thích nghi cái đó, để gì, để hòa nhập với cái nơi đó. Còn bây giờ chúng ta mà hiền ở, như mấy anh ở quê ha, mà hiền phải không, đi lên thành phố ha, nơi chỗ gì đâm thê chém mướn hay là thế này thế nọ, trộm cốp tứ tung, mà lên đó chúng ta mà làm hiền vậy là sao chúng ta sống được, chúng ta đâu có ăn được. Bắt buộc chúng ta gì cũng phải theo cái tập quán này thì chúng ta mới tồn tại được. Còn nếu mà chúng ta không theo tập quán này thì chúng ta có tồn tại không? Những cái tiểu vũ trụ kia nó sẽ ảnh hưởng đến mình liền, không? Tác động đến mình liền. Đó. Như vậy các anh chị thấy cái thời tiết bây giờ nó đã thay đổi. Khi con người chúng ta đã làm tiêu diệt cái thiên nhiên này thì cuối cùng sao? Thiên nhiên phẫn nộ lại cho chúng ta bằng những trận mưa bão lũ lụt. Đó. Và lúc nắng thì nắng cho cao độ lên, và lúc lạnh thì lạnh thấu xương ha. Đó. Tại vì các anh chị ở miền Tây Nam Bộ này thì nó ít ha, đỡ ha, chúng ta chỉ trong cái khí hậu là ấm áp thôi. Đặc biệt là các anh chị ở ngoài miền Trung ha, miền Bắc đó, thời tiết có thể có lúc là âm khoảng 5 đến 10 độ C, đó là ở Việt Nam chúng ta đó ha. Còn có lúc thì nắng đến 40-45 độ C, các anh chị thấy ghê gớm này. Mà cơ thể con người chúng ta chỉ có 36 độ thôi, mà nếu mà nắng lên tới 10 độ như vậy chúng ta làm sao chịu nổi, không? Đó, cho nên sao ảnh hưởng là cái khí hậu thời tiết ha. Đó, do khí hậu thời tiết tứ thời lục khí đó, làm cho phong hàn thử thấp táo quả này gây ra. Đó. Ví dụ như bốn mùa là có xuân hạ thu đông, nó có những cái đặc tính khác nhau. Mùa xuân thì làm ấm áp, mùa hạ thì nóng bức, mùa thu thì mát mẻ, mùa đông thì lạnh giá. Trong đó ấm nóng là chúng ta thuộc dương và mát lạnh là thuộc âm. Quá trình biến đổi bốn mùa là quá trình tiêu trưởng của dương và âm. Đó, có nghĩa là một cái quy lực. Hôm qua chúng ta đã học cái quy lực này rồi ha, theo tứ thời tứ khí này ha. Đó là cái xuân hạ thu đông này là sao? Tại sao mà phải có mùa xuân và phải có mùa hạ và phải có mùa thu? Đó,
Nên các anh chị thấy ha, ví dụ như cái cây chúng ta trồng, không? Mùa xuân thì đơm hoa kết trái ha, nở hoa ha, để đón chào mùa xuân. Đó, mùa hạ thì sao, nó thay áo mới. Đó, mùa thu thì sao, đâm chồi nảy lộc. Đó, mùa đông thì đầu xum xê nảy nở. Đó, nó có từng cái giai đoạn. Rồi con người chúng ta thì sao, nhờ cái bốn mùa này nè để làm gì? Giữa quá trình gì, tiêu và trưởng, có nghĩa là những cái nào già nua lá nó sẽ rụng xuống, không? Mùa hạ này lá để nó rụng xuống, và mùa thu này sao, nó ấm áp để gì cho mầm ương mầm xanh tươi lên, nó phát triển sinh trưởng lên. Đó cũng chính là cái gì, có dương và âm, có nghĩa là những cái mà tiêu trưởng này của dương và của âm này để làm gì, để cân bằng lại trong cái xã hội giữa thiên địa và nhân, để làm sao cho phù hợp. Cũng như ở thời tiết và ở đất, nếu mà động đất hoài sao chúng ta ở được, mà nếu nóng hoài sao chúng ta chịu nổi. Nghĩa là sao, thiên địa nhân này phải hợp nhất lại để cùng nhau, phải không, tiêu trưởng. Đó, đó là cái quá trình tiêu trưởng của bốn mùa này để chúng ta tồn tại. À, này, trời đẻ trời nuôi ha. Lục khí bao gồm sáu thứ khí như phong là gió, hàn là lạnh, thử là nắng, thấp là độ ẩm thấp, táo là độ khô, quả là nhiệt nóng. Sáu thứ khí này đi theo bốn mùa. Phong là mùa xuân, hàn là mùa đông, thử là mùa hè, táo là mùa thu, tác động đến sức khỏe của con người. Đó, các anh chị thấy tứ thời tứ khí này ha. Sự chuyển hóa của bốn mùa là sự biến đổi của lục khí trong tình trạng bình thường, không thái quá, không bất cập, thì tất cả các sinh vật theo đó mà thích ứng theo quy luật phát triển. Nhưng nếu có sự chuyển quản biến đổi của lục khí bất thường thì sẽ khí sẽ trở thành lục tà hoặc là lục dâm. Đó, hôm rồi có anh chị nào nói ha, lục tà lục dâm là gì đó ha. Đó, hôm nay chúng ta sẽ biết được đây ha. Trong cái quá trình ha, bốn mùa biến đổi đó chính là gì? Của lục khí là phong, hàn, thử, thấp, táo, quả. Nếu trong cái tình trạng bình thường không thái quá, không thừa, không thiếu, thì tất cả sinh vật này và con người chúng ta đều thuận lực để phát triển theo lực tự nhiên. Nhưng nếu ngược lại, nó vận chuyển và biến đổi của lục khí phong, hàn, thử, thấp này nè, nó bị thất thường. Nắng thì nắng quá, nóng thì nóng quá, không? Nhiệt thì nhiệt quá, không? Lạnh thì lạnh quá, lạnh cho cống luôn, nó làm băng giá luôn. Đó. Thì sao, làm cho ảnh hưởng sao, trở thành này là gọi là lục tà. Lục tà là gì? Là cái khí tà này nó xâm nhập vào cơ thể của người chúng ta, hoặc là chúng ta gọi là gì, lục dâm. Có nghĩa là tà hay là dâm này là có nghĩa là cái từ ngữ nó gì, nó là sao, nó không được chính thống. Nó cái từ ngữ này là có nghĩa là bên cái bên thiện bên ác đó ha, cho nên ta gọi là lục tà hay là lục dâm. Đó. Còn tác nhân gây bệnh, gây tác động không lợi với sức khỏe con người thì trở thành cơ sở để phát sinh ra bệnh tật. Đó, nếu mà vào trong cơ thể con người chúng ta không thích ứng, hoặc là chúng ta sức khỏe bị kém, chúng ta không có khả năng để chống đỡ lại, thì sao? Thì nó sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe con người chúng ta, sinh ra bệnh tật. Về yếu tố địa lý, ở các khu vực khác nhau, miền Đông, đồng bằng, miền rừng núi, miền Nam, miền Bắc, thì các yếu tố như thổ nhưỡng, khí hậu và tập quán sinh hoạt khác nhau. Sự khác nhau về yếu tố địa lý sẽ gây nên các bệnh địa phương và ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Ví dụ, miền núi cao do thiếu lượng iốt từ biển mang vào, dễ phát sinh bú cổ. Cuộc sống vội vàng căng thẳng của người dân thành thị dễ đưa đến các bệnh loét dạ dày, tá tràng. Khẩu phần dư thừa mở đến các chứng xơ vỡ động mạch, bệnh động mạch vành. Miền rừng núi đầm lầy tạo điều kiện cho muỗi sống, dễ gây ra bệnh sốt rét. Đó, có nghĩa về yếu tố địa lý này, những cái này là những cái yếu tố để sinh ra bệnh tật ha. Nếu mà chúng ta ở quê mà trong rừng ha, nó dễ mà sinh ra bệnh sốt rét. Ở thành thị do cuộc sống là bon chen ha, căng thẳng ha, kinh tế, thị trường, chiến trường gì ha, tùm lum hết ha, cho nên dễ bị viêm loét dạ dày.
Hoàn cảnh xã hội ảnh hưởng đến con người. Hoàn cảnh xã hội bao gồm các yếu tố về chính trị, kinh tế, văn hóa, các điều kiện xã hội luôn tác động đến tư tưởng và tình cảm đạo đức của con người. Ví dụ, ở những nước phát triển, người dân có trình độ cao, rất ít khi gặp các chứng bệnh hay lây là thậm chí nhiều nước như bệnh lao, phổi, phong hầu như không có còn trong tên sách thuốc của họ nữa. Có nghĩa là các anh chị thấy thời gian gần đây ha, những cái nước mà tiên tiến, những cái nước phát triển mạnh ha, thì họ không còn có những cái gì trong cái danh mục là bệnh là phong cùi nữa ha các anh chị. Như Việt Nam chúng ta bây giờ bệnh cùi nó đâu còn nữa đâu ha, giờ không có bệnh cùi nữa. Ghẻ thì còn ha, ghẻ cũng còn lai gai ha, cùi thì hết rồi. À, cùi ngày xưa kiểu gì thời lát đó ha, kiểu thời lát đó là bệnh cùi đó ha, phong cùi đó. Tập quán sinh hoạt như văn hóa không lành mạnh, những tập tục, những tư tưởng lạc hậu luôn tác động đến tư duy của con người. Những cái tập quán sinh hoạt văn hóa không lành mạnh đó, và những cái tập tục và những cái tư tưởng lạc hậu đó, có những cái giống như các anh chị thấy nhiều cái người ở vùng dân tộc ha, họ còn những cái phong tục tập quán hơi bị lạc hậu, giống như là phụ nữ mà đi lấy chồng vậy ha, có nhiều cái là nó chưa được mà phù hợp theo cái văn hóa xã hội phát triển bây giờ ha. Đó. Con gái thì đi cưới con trai ha, ngược lại để gì, để bắt con trai đó về làm ghẻ ha, là làm phải nuôi cả gia đình luôn đó các anh chị, cho nên là con gái phải đi cưới con trai. Tất cả những yếu tố tiêu cực trên sẽ gây ra những cái tác nhân không tốt về tâm lý xã hội và điều kiện thuận lợi gây ra bệnh nội thư. Do rối loạn tình trí gây nên mà y học cổ truyền gọi là nội nhân. Đó. Hồi nãy chúng ta biết thế nào là lục dâm rồi ha. Đó. Còn bây giờ là nội nhân nè. Do những cái tập quán ha, sinh hoạt, văn hóa không lành mạnh. Ha. Ví dụ như ở một cái nơi đó là la hét, chửi bới thế này thế kia thường xuyên. Hoặc là những cái tư tưởng lạc hậu ha, có nghĩa là phong kiến thì vẫn bảo thủ, bảo vệ, không cập nhật kiến thức bây giờ đó, là còn khó khăn này kia, thì cuối cùng sao bảo vệ những cái bảo thủ đó mà không phát huy được cái mới đó, sẽ ảnh hưởng không? Cái xã hội chúng ta không hòa nhập được thì cuối cùng sao lo lắng đi ra thì sợ người ta miệt thị, khinh biệt. Giống như các anh chị thấy bây giờ ha, ai mà mặc cái quần áo bà ba hay này kia nọ mà kiểu mà giống như kiểu xưa xưa ha, đi ra trời bà già này còn bà già cổ ngon lành ha. Thật ra người ta nói là bà già này sến ha, đi lên thành thị mà kêu gặp mấy bà già gọi là sến ha. Đó. Nhưng mà ở dưới quê thì phù hợp rất là tốt ha. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có hòa nhập được với xã hội này thì sao? Nó làm cho cái cuộc sống chúng ta nó không được có thuận lợi và phát triển được. Hoặc là ở những nơi thành thị, ở những nơi thành thị tốt mà chúng ta không có, người ta đang ồ ạt, ta phát triển mà chúng ta không chịu phát triển thì cuối cùng sao? Chúng ta bị lạc hậu về phong kiến. Người ta hòa nhập mà mình không hòa nhập, mình tự lỗi mình ra thì mình phải chịu thôi ha. Đó. Sự thích ứng của con người, của cơ thể con người với hoàn cảnh tự nhiên và xã hội. Ví dụ như sự vận động của tứ thời lục khí là những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến sự phát sinh phát triển của con người. Nhưng bệnh tật có phát sinh được hay không còn phụ thuộc vào khả năng thích ứng của cơ thể con người với các yếu tố đó. Trong sách Tố Vấn chương Thích Pháp Luận có viết chính khí tồn nội là tà bất khả can. À, chính khí mà tồn nội là tà bất khả can. Có nghĩa là khí mà ở bên trong chúng ta mà nó mạnh lên, nó đầy đủ, nó được vững vàng thì sao tà khí bên ngoài không thể nào xâm nhập được. Như mấy anh nào mà có rèn luyện thể dục thể thao ha, chơi game rồi ha, và chạy bộ và tập dưỡng sinh rồi thường xuyên sao, thì sao sức khỏe cơ bắp chúng ta thấy mạnh lên giống như lực sĩ, thì sao những cái tà khí này không thể nào nó xâm phạm vào trong cơ thể con người chúng ta được ha. Đó. Như vậy những người cơ thể càng khỏe mạnh, tinh thần càng vững vàng thì khả năng thích ứng với hoàn cảnh tự nhiên và xã hội càng tốt. Và ngược lại, nghĩa là sao? Có nghĩa là
Tôi nói ví dụ đi, bản thân tôi đi các anh chị. Ví dụ như bản thân tôi sống đến thời điểm này thì sao? Già thì cũng chưa gọi là già, mà nhỏ thì cũng chưa gọi là nhỏ ha. Vừa tầm trung trung đủ xài ha. Nhưng mà sao tôi đi đến nơi nào tôi cũng vẫn thích ứng được. Gặp ăn là ăn, gặp làm là làm. Mình sẽ sao hòa đồng với xã hội đó. Cái đầu tiên là cái đó là cái xã giao, là chúng ta phải hòa đồng với thiên nhiên, hòa đồng với xã hội. Rồi thì khí hậu thời tiết ẩm ướt nhưng mà sao lạnh đó, nhưng mà tôi vẫn thích nghi được. Ví dụ đây mà đi bay ra ngoài Hà Nội, mình vẫn ăn mặc bình thường giống như họ, phong cách của họ ngoài đó. Chúng ta vẫn sinh hoạt bình thường. Tại sao sức khỏe chúng ta đó khỏe mạnh, tinh thần chúng ta vững vàng, thì cái khả năng chúng ta sẽ thích ứng với hoàn cảnh dù cho nơi đó như thế nào. Có lần là đi ra Hà Nội ngồi nói chuyện uống cà phê đá mà các anh chị thấy nói chuyện gà khói, như các anh chị coi giống như trong phim ấy. Nhưng mà vẫn là bình thường ha. Anh em ngồi uống cà phê vẫn ngồi hút thuốc ha. Nói chuyện gà khói luôn, nhưng mà cũng vậy, cố gắng sao cái thể hiện cái sự sức chịu đựng chúng ta càng dẻo dai càng khỏe, để chúng ta thích ứng đó, để cùng hòa nhập với xã hội, hòa nhập với cộng đồng. Cái này nó cũng liên quan đến đời sống chúng ta rất là nhiều ha các anh chị. Đó, ví dụ như có một số người đi, bạn bè chơi thắng nhau, nói nhau tánh tôi vậy đó, anh theo không theo thôi ha. Tôi là tôi, cái tánh của tôi nó như vậy đó, anh theo không theo thôi. Như vậy là sao? Cái đó là cắt dở ha. Đó là sao? Chúng ta thì phải hòa nhập với xã hội, hòa nhập với cộng đồng. Ví dụ như bây giờ chúng ta đi lại một cái nơi này, chúng ta làm việc, thì sao? Ta gọi là gì? Đáo xứ thì tùy nhân, nhập gia thì tùy tục, sức giá tòng phu, sức phu tòng phụ ha. Đó. Nghĩa là sao? Đi đến cái nơi này thì sao? Chúng ta phải sinh hoạt theo tập tục đó, quê quán ở địa phương này và nếp sống môi trường ở địa phương này. Ví dụ ngày xưa chúng ta ở Sài Gòn, chúng ta ngủ khoảng 10 giờ mới thức, nhưng mà hôm nay về quê, ở những người quê sao 4 giờ người ta thức, người ta đi làm rồi. Như vậy chúng ta cũng phải thích nghi với hoàn cảnh tự nhiên bên ngoài đó, để chúng ta hòa nhập, để chúng ta phát triển đó. Còn nếu mà chúng ta không hòa nhập, thích ứng được, thì chúng ta sẽ tự lội chúng ta ra ở ngoài xã hội, chúng ta không có phát triển được đó. Còn nếu mà chúng ta đi lên Sài Gòn, chúng ta đi làm không? Mà ở trên đó người ta 10 giờ người ta mới thức dậy, người ta đi làm, mà người ta làm tới 10 giờ đêm, mà chúng ta mới 4 giờ chúng ta đi ra đi vô, rồi sao giờ này không ai ra làm chứ, ai đâu làm, đúng không? Nhưng mà buổi tối á, bắt đầu 10 giờ đêm người ta mới nghỉ được, còn chúng ta 6 giờ chúng ta vô ngủ rồi. Mà trong khi đó người ta đang kiếm tiền cực lực trong cái thời gian là 10 giờ đêm, từ 6 giờ đến 10 giờ đêm, mà chúng ta thì lại ngủ đó. Và người ta có ăn chơi thì sao 10 giờ người ta mới ăn chơi được. Anh chị thấy tùy theo cái hoàn cảnh môi trường tự nhiên giới á, mà chúng ta phải gì, thích ứng để chúng ta thích ứng để chúng ta làm gì, để chúng ta là phát huy ha. Vậy trong sách Nội Kinh có quyết nội nhân quyết định cho ngoại nhân. Trong sách nội kinh có quyết là nội nhân quyết định cho ngoại nhân đó. Các anh chị thấy cái này là nó rất là thực tế ha, và cũng rất là chính xác đúng luôn nha các anh chị. Cái này các anh chị nhìn thấy ha, là chúng ta đã biết ha, con người chúng ta sẽ quyết định cho sự việc, chúng ta sẽ quyết định cho sự việc đó đúng hay sai, thành hay bại là do chúng ta, chứ không đổ thừa ai được hết trơn ha. Có nghĩa là con người bên trong chúng ta quyết định cho cái sự việc, hoàn cảnh, môi trường bên ngoài. Ví dụ chúng ta muốn dời cái địa điểm này qua địa điểm kia, đó là cái quyết định, là con người chúng ta quyết định trong hoàn cảnh bên ngoài, đó là ngoại nhân. Còn nếu nói sâu hơn chút xíu nữa, cái con người chúng ta hiện diện đây là cái cơ thể chúng ta, là cơ thể hữu hình à. Còn cái con người thật sự chúng ta là cái người mà đang điều khiển, tôi đang nói chuyện với các anh chị này là vô hình, là các anh chị không nhìn thấy được. Con người đó là con người mới thật, là con người thật của con người chúng ta, là mới quyết định cho mọi việc để điều hành cái cơ thể con người chúng ta, để nói như thế này đó. Và cái ý chí để làm cho cái thân nhục chúng ta di chuyển và cử động như thế này, đó là con người thật. Nên người ta nói gì, quả hổ quả bì nan quả cốt ha, chi nhân đối diện bất chi tâm ha. Ta vẽ hình con hổ thì được, nhưng mà chúng ta không vẽ hình xương hổ được đâu ha, chúng ta không thấy cái xương được đó.
nhìn thấy bạn bè ha, chi nhân đối diện bất chi tâm ha, biết người chứ không biết tâm được ha, tâm khó đoán ha, tâm con người khó đoán lắm các anh chị, không có ai mà có thể đoán chúng ai hết ha. Và có nhiều người nói thử anh cứ đoán cái tính tôi coi như thế nào ha, tôi làm sao tốt hay xấu, chuyện anh tốt anh xấu kệ anh đi, còn tôi cứ sống tốt thôi. Không cần phải quan tâm đến chuyện đó, không có thời gian để chúng ta mà xem cái đó đâu ha các anh chị. À, như vậy sao? Có nghĩa là chúng ta phải làm sao thích ứng với khả năng chúng ta để ứng với hoàn cảnh tự nhiên và bên ngoài xã hội để chúng ta gì phấn đấu và phát triển. Vì con người nội nhân chúng ta mới là quyết định cái nhân tố cho hoàn cảnh bên ngoài. À, chúng ta có hòa nhập được với thiên nhiên hay không, hòa nhập với tự nhiên hay không là do bản thân con người chúng ta, và con người thật sự sâu bên sau chúng ta là mới quyết định được. Cho nên là sách Tố Quán nói gì? Chính khí tồn nội là tà bất khả xâm phạm. Nghĩa là con người chúng ta mà có cái ý chí tư tưởng vững vàng rồi thì sao? Dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân ha. À, khi mà các anh chị có sức khỏe tốt, rèn luyện tốt rồi, dù cho ngồi giữa trời ha, anh em mà ngồi nhậu mà dù cho nước ngập tới cổ luôn vẫn ngồi bình thường, đâu sao ha. Chính khí vững vàng, không giờ sợ té. Đó, cho nên chúng ta càng phải cố gắng rèn luyện ha, sức khỏe dẻo dai để chúng ta thích nghi với mọi hoàn cảnh. Các yếu tố bên trong cũng như bên ngoài góp phần gây ra sự xáo trộn dẫn đến bệnh tật. Vì thế con người cần phải thích ứng với mọi hoàn cảnh và chế ngự cải tạo được thiên nhiên và xã hội để sinh tồn và phát triển. Muốn như vậy thì con người phải có sức khỏe và phải có sự hiểu biết để thích ứng hoàn cảnh dưới nhiều hình thức phong phú, từ cách nghĩ, cách làm, lối sống đều phải hòa nhập với tự nhiên và thời đại, có như thế thì mới sinh tồn và phát triển. Sống trong xã hội này mà chúng ta không hòa nhập được thì chúng ta không thể nào chúng ta sinh tồn và phát triển. Đó là rất là rõ ràng luôn các anh chị. Giờ mà theo cái mà cuộc sống bên ngoài chúng ta, các anh chị thấy thời tiết đã thay đổi ha. Bây giờ là có mùa một, và ngày xưa là 4 mùa, từ từ còn có 2 mùa, bây giờ có mùa, giờ mùa Covid này không là dập chúng ta là cũng muốn xỉu rồi ha. Mà nếu mà chúng ta không có sức khỏe để thích ứng trong cái môi trường hoàn cảnh mới này theo chủ trương của đảng nhà nước đề ra để chúng ta sinh tồn thì sao, thì chúng ta thụt lùi lại là chúng ta sẽ bị hủy diệt. Đó. Cho nên muốn như vậy chúng ta cần phải gì, rèn luyện sức khỏe, nâng cao sức đề kháng chúng ta lên, và gì, trao dồi kinh sử ha, học tập cho tốt để thích ứng hoàn cảnh với mọi cái hình thức cho phong phú. Ví dụ như chúng ta đi đến một cái nơi làng đó là chuyên về làm kinh tế, chúng ta cũng phải học hỏi về kinh tế để chúng ta làm, để hòa nhập với họ. Và khi đi đến đây người ta chuyên làm về cái nghề nông, chúng ta cũng phải để làm nghề nông với họ. Và nói thực tế hơn, rõ hơn là gì, khi mà ở nơi đó có một cái khí hậu có lạnh cách mấy hay nóng cách mấy, chúng ta vẫn thích nghi được trong cái mọi hoàn cảnh tự nhiên giới. Và ở nơi đó có sinh hoạt như thế nào, tập tục như thế nào thì chúng ta cũng phải thích nghi trong cái mọi thời đại. Đó, và cũng mọi tầng lớp luôn. Cho nên các anh chị nhìn đi rồi nhìn lại ha, đặc biệt là ông bà và cha mẹ chúng ta đến thời điểm này, thật ra các anh chị, tại vì do các anh chị, bản thân các anh chị tiến bộ nhanh quá mà chúng ta không biết, mà chúng ta cứ nhìn lại chúng ta nói là ông bà cha mẹ chúng ta là còn cổ hủ không à. Chúng ta nhìn thấy người nhà cổ hủ nhưng mà thật ra cũng rất là tiến bộ ha. Cha mẹ chúng ta bây giờ sao, đâu còn củ co củ ấu giống như ngày xưa đâu ha. Giờ cũng là áo dài rồi này kia, đâu còn mà khăn đóng nữa đâu ha. Áo dài, áo quét đồ, giày tây đồ đi ra ngon lành chứ không, đúng không? Có nghĩa là sao, cha mẹ chúng ta cũng đã là thay đổi cách nghĩ, thay đổi cách làm và làm cho cái lối sống được ngày càng phong phú và hòa nhập với thiên nhiên trong mọi thời đại, đúng không? Đó. Cho nên các anh chị chúng ta cần phải gì, rèn luyện cái sức khỏe để gì, thiên địa nhân này nó mới hợp nhất được ha. Đó. Như vậy cái ứng dụng của học thuyết thiên nhân hợp nhất này trong y học cổ truyền chúng ta, học thuyết thiên nhân hợp nhất là cái cơ sở lý luận y học cổ truyền về nguyên nhân gây bệnh và vai trò của cơ thể với việc phát sinh ra bệnh tật. Đó, chúng ta học được cái âm dương, cái ngũ hành, chúng ta biết được cái quy luật tạo hóa tự nhiên rồi, và ngày hôm nay chúng ta sẽ học cái này gọi là gì, chúng ta biết được cái nguyên nhân của cái
cái phần nào để tác động đến, ảnh hưởng đến sức khỏe của con người chúng ta. À, đó là cái gì? Học thuyết thiên nhân này là cái cơ sở lý luận y học cổ truyền về cái nguyên nhân gây ra bệnh và vai trò nòng cốt trong cái cơ thể con quyết phát sinh ra bệnh tật. À, các anh chị nhìn thấy bên trên này ha, ở trên là thiên ha, dưới là địa, chính giữa là nhân, là con người chúng ta. Ở bên đây là sự, bên đây là vật. Giữa cái sự và vật này nó có liên quan với nhau, giữa thiên và địa có liên quan với nhau. Vậy chúng ta làm sao theo một cái dòng tương sinh này ha, để chúng ta phát triển giữa con người và thiên nhiên và sự vật và hiện tượng ha. Về nguyên nhân gây bệnh, thứ nhất là hoàn cảnh tự nhiên, địa lý với 6 thứ khí là phong hàn thử thấp táo quả là nguyên nhân gây ra các bệnh ngoại cảm. Khi trở thành tác nhân gây bệnh, lục khí còn được gọi là lục tà hay là lục dâm. Đó. Có nghĩa 6 thứ khí này chúng ta gọi là gì? Lục khí. Đó. Là gồm có gì? Là có phong, có hàn, thử thấp táo quả. Đây là 6 cái thứ khí là nguyên nhân gây ra cái chứng ngoại cảm. À, chứng ngoại cảm được gọi là gì? Là lục khí, hay gọi là lục tà, hay cũng gọi là lục dâm. Đó, lục khí, lục tà, lục dâm là cũng như vậy ha. Đó là 6 cái thứ khí. Chứ không phải 6 cái thứ khí này biến đổi thành lục khí xong biến đổi thành lục tà mới biến đổi thành lục dâm. Không? Này không phải vậy ha. Không, rồi có bạn nào là trả lời như thế. À, hơi hiểu nhầm chút xíu ha, chỉnh lại. Chứ không chỉnh là đi xa quá là không được nha. Hoàn cảnh xã hội nếu xấu sẽ tác động đến tâm lý con người, gây ra những sang chấn về tâm lý gọi là thất tình. À, có nghĩa là cái hoàn cảnh xã hội nếu mà ảnh hưởng xấu sẽ tác động đến cái tâm lý của con người chúng ta. À, làm cho chúng ta gì? Hỷ nộ ái ố u bi kinh. À, làm cho chúng ta vui mừng ha, giận buồn lo nghĩ kinh sợ. Đó, tóm lại 7 cái trí này gọi là tình trí thất tình ha. Đó. Là nội thương này nè, do gì? Do những cái hoàn cảnh tác động. Ví dụ như hôm nay thấy ta đi chiếc xe SH chở cô gái đẹp quá mà chúng ta không có chiếc xe SH nào gậy, chúng ta bỏ luôn, buồn. À, buồn quá. Đó, ảnh hưởng yếu tố tâm lý về buồn, nói má ơi con muốn vợ muốn đó để bằng ta. Thấy không? Về lo, sợ không biết chuyến này nói ông bà có lo cho mình được không. Đó. Đó. Sau khi nghỉ xong rồi, thấy không? Đó, bắt đầu được chiếc xe rồi, bắt đầu chở chở người yêu đi ha. Xong rồi lại thấy chiếc xe cái giật mình hết hồn, không ngờ ảnh nói vậy mà ảnh làm thiệt. Xong có chiếc xe rồi sao, bắt đầu sợ không biết có xe này được dôi đòi hai bà chân hay không nữa, sợ mắt nữa. Đó là dẫn đến gì? Thất tình ha. Giận rồi mừng rồi buồn lo nghĩ kinh sợ dẫn đến thất tình. Đó. Đặc biệt là mấy anh trẻ ha. Đó. Đây là cái cơ sở xuất hiện rối loạn chức năng của các cái tạng phủ ở bên trong để gây ra nội thương. Đó, các anh chị thấy do cái hoàn cảnh yếu tố tâm lý ha. Có người gì các anh chị thường nói sao, có người anh này sống nội tâm lắm, hay bên ngoài anh chị chứ nội tâm sâu bên trong lắm. Thật ra cái đó là cái gì? Cái hại của người đó ha. Cái người nào sống nội tâm là sao? Các anh chị thấy về già ha, bệnh hậu gọi gì, vì sao giận là giận quá, ấm ức quá mà không có xả chết được thì sao? Lâu ngày bị chết nè, bị ảnh hưởng dạ dày tỳ vị nè. Đó, giận quá thì ảnh hưởng gì đến gan nè. Rồi khi mà làm giận quá, chết quá, lo quá thì làm không hiệu quả rồi sai. Đâu, làm sai cuối cùng thì sao? Buồn. Đó, buồn quá, mình làm gì cũng được. Giờ lấy gì ăn đây? Thất bại rồi. Người ta xạ công lúa bên đây là một vụ là được là cả tấn. Còn sao mà của mình nó có 500 kg à? Lo, nghĩ không biết sẽ làm gì. Rồi sợ làm cái gì nó cũng thất bại hết, sợ người ta chê bai mình hết. Thì cuối cùng sao? Chúng ta không đạt được thì nó ảnh hưởng đến tình trí này, lo sợ. Đó.
Như vậy tóm lại con người chúng ta cũng phải biết hòa nhập với thiên nhiên thì chúng ta có sức khỏe được, chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi do lục khí lục dâm này gây ra ha. Và cũng không do cái tình trí này. Như vậy chúng ta phải có lối sống lành mạnh để làm sao yêu thương mọi người ha, đi đến đâu chúng ta cũng yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Đó, giống như việc vừa qua ha, kêu gọi ha, tình yêu đồng đội ha, đồng nghiệp để hỗ trợ ha, giống như tình đoàn kết cùng với anh Ni để chia sẻ trong lúc khó khăn này ha. Đó là một cái lời động viên tinh thần cũng như những món quà nhỏ nhỏ để làm cái kỷ niệm ha. Mốt lớp mỗi người đi ghé anh Chiến đãi một chầu nhậu thôi là đủ rồi ha. Đó. Về vai trò cơ thể quyết định trong cái sự việc phát sinh ra bệnh tật, hoàn cảnh tự nhiên và xã hội luôn luôn tồn tại, đồng hành và tác động vào con người. Nhưng bệnh tật chỉ xảy ra do sự thay đổi nội tại của con người, đó là sự giảm sút sức đề kháng. Theo y học cổ truyền là chính khí của cơ thể bị hư tổn làm cho cơ thể không thích ứng được với ngoại cảnh. Như vậy chính khí của cơ thể đóng vai trò quan trọng vì quyết định sự phát triển của bệnh tật. Người xưa nói nếu mà chính khí tồn nội thì bất khả xâm phạm. Đó, như các anh chị thấy ha, đây là cái sức đề kháng của con người. Nếu mà chúng ta không có rèn luyện ha, thì nói sao nó bị ảnh hưởng. Như vậy khi mà con người chúng ta sức khỏe chúng ta đã bị ảnh hưởng rồi là sao? Do chính khí chúng ta bị suy rồi ha. Chính khí chúng ta bị suy thì sao? Nó sẽ không có sức đề kháng với ngoại cảnh. Mặc dù biết cái đó là sai đó, nhưng mà chúng ta làm không được, làm không nổi, lực bất đồng tâm ha. Thì sẽ muốn làm nhưng mà làm không được, vì nó không có đủ sức khỏe để chúng ta làm. Vì chúng ta không có đủ sức khỏe để chúng ta làm ha. Đó, cho nên là chúng ta cần phải xem xét tùy theo tình huống ha, để làm sao để nâng đỡ chính khí này, để làm sao cho nó phù hợp với ngoại cảnh ha. Đó. Trên cái câu nói người xưa ha, chính khí tồn nội là tà bất khả xâm phạm ha. Trong điều trị, học thuyết thiên nhân hợp nhất là cơ sở cho các phương pháp phòng và trị bệnh của y học cổ truyền. Thứ nhất, phải không ngừng bảo vệ và nâng cao chính khí của cơ thể bằng cách là phối hợp các phương pháp tổng hợp. Người thầy thuốc y học cổ truyền trong chữa bệnh, một mặt cần phải giải quyết nguyên nhân gây bệnh, đuổi tà trục khí cho khí tà ra ha. Mặt khác phải chú trọng đến việc nâng cao sức chống đỡ của cơ thể để phù chính khí. Ngoài ra còn phải chú ý đến hoàn cảnh tự nhiên như địa dư, khí hậu, hoàn cảnh xã hội, kinh tế, giàu nghèo, lớn bé, thời điểm phát sinh bệnh của người bệnh để chọn phương thuốc điều trị cho thích ứng, uống thuốc, chăm cứu, tập khí công, dưỡng sinh, xoa bóp ống nguyệt, vân vân. Chúng ta cũng cần phải để ý ha, cái việc mà khám chữa bệnh đuổi tà trục khí, tà khí ra bên ngoài ha. Đó là cái thứ nhất để chúng ta biết bây giờ là do lục khí này rồi, chúng ta phải đuổi trục khí này làm gì? Đạo hãn ha, cho uống thuốc vô cho sức mồ hôi ra ha, để tà khí này theo cái này đuổi nó ra bên ngoài, trục nó ra bên ngoài. Và mặt khác chúng ta phải gì? Phù chính khí là sao? Yếu quá thôi bồi dưỡng vô ha, nâng đỡ lên, yếu chỗ nào đỡ lên chỗ đó, nâng chỗ đó lên ha. Ngoài ra còn chú ý đến gì? Hoàn cảnh tự nhiên, địa dư và khí hậu. Ví dụ như giờ chúng ta thấy hoàn cảnh bây giờ nó đang mưa gió bão bùng thì sao? Chúng ta cần phải cho ôm ấm lại. Nếu mà thấy thời tiết nắng nóng thì cho mát lại, lương huyết lại. Đó, rồi sao? Cho thì chúng ta cũng cần cân nhắc ha, hoàn cảnh xã hội nè, rồi kinh tế giàu nghèo của từng bệnh nhân ha, lớn bé ha. Thời điểm sinh bệnh, mắc bệnh lâu hay mau, bệnh này cũ hay mới đó. Và chúng ta chọn cái phương thuốc điều trị làm sao cho nó phù hợp. Về chữa bệnh khi chưa có bệnh đó. Chữa bệnh khi chưa có bệnh là trị vị bệnh.
trị bệnh kịp thời, không để bệnh nặng mới chữa. Dùng các phương pháp điều trị của y học cổ truyền như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, thuốc thảo mộc để điều trị hay phối hợp điều trị. Khi sử dụng thuốc trong điều trị, bao giờ cũng chú trọng đến các thuốc nâng cao các mặt yếu của cơ thể như bổ hư, gồm các mặt âm dương, khí huyết, tăng dịch, vân vân, rồi mới đến các thuốc tấn công vào các tác nhân gây bệnh. Có nghĩa là sau khi chúng ta chữa, ở Đông y chúng ta là phải ưu tiên, phải chữa bao giờ cũng chú trọng đến những cái cơ quan, cái lục phủ ngũ tạng nào đó yếu. Nếu mà cái nào hư thì chúng ta phải bổ, hư là phải bổ. Và các cái mặt âm dương để làm gì? Để chúng ta cân bằng âm dương lại, bồi dưỡng khí huyết, tăng dịch bị thiếu đi đó. Rồi sau đó chúng ta mới tấn công đến những cái tác nhân gây bệnh. Ví dụ như chúng ta là tại sao chúng ta dựa vào cái gì? Dựa vào cái gốc, là chữa cái nguyên nhân này trước nè. Bây giờ để làm gì? Để thích ứng. Ví dụ giờ chuẩn bị bão tới rồi, thôi mình sức khỏe mình yếu quá, vô chai nước biển ha, uống thuốc ha, vô bồi dưỡng vô đó. Còn bên Đông y chúng ta làm sao đó, bổ chung ít khí kiện tỳ đồ mạnh vô, cho ăn nhiều vô, mạnh vô, cơ thể mập mạp lên, ấm áp liền, mở nhiều lên thì sao, nó không có gió nào nhập vô được. Rồi các anh chị thấy mấy ông mà mập bụng bự phải không, ở trần không thấy không đó, tại vì ta có mở nhiều, ta che giống như có áo giáp rồi. Còn mấy anh ốm ốm phải không, gió cái đụng tới xương rồi ha, nên nó yếu lắm, nó dễ bị trúng tà ha. Còn mấy người mập thì sao trúng được, có lớp mỡ cản đó rồi đó. Nhịn đói cả tuần lễ cũng không sợ nữa không, vì sao? Năng lượng nó từ cái mỡ thừa đó tiêu hao luôn, lấy năng lượng nó ra. Cho nên sao chúng ta cần phải gì? Hư là phải bổ đó. Cho nên Đông y chúng ta nói đơn giản, chúng ta lỡ mà có dốt quá không biết gì chứ phải không, cho bài thuốc bổ, thập toàn lại bổ, bệnh gì cũng thập toàn lại bổ phải không. Do người ta cũng khỏe nữa, có người khỏe xong tự động hết bệnh kia luôn, mà tự động cân bằng âm dương, tự động khí huyết về luôn, tăng dịch nó cũng có nữa. Nhưng mà không lẽ chúng ta học đến trình độ trung cấp rồi có một bài sao, đúng không? Chưa học mà cả chục bài rồi, chưa có học là đã có chục bài rồi, bây giờ học xong lẽ có một bài sao, đúng không? Đó, như vậy nói thì để cho các anh chị là muốn khẳng định là cái việc hư này nè, để chúng ta bổ này là nó rất là quan trọng. Làm gì đi nữa chúng ta cũng phải nâng đỡ những cái chính khí chúng ta lên, là cái đó là cái chính ha. Đó, chỉ phong là phải tiên chỉ quyết đó. Chỉ phong là tiên chỉ quyết, quyết hành thì khí hành, mà khí hành thì phong nó sẽ tắc diệt. Cho nên chúng ta phải có một cái mà gì, cái nguồn gốc cơ bản này để chúng ta nâng đỡ lên, thì sao những cái này nó tự động nó hết, mấy cái sao là tự động hết rồi các anh chị. Trong phòng bệnh, học thuyết thiên nhân hợp nhất là cơ sở để xây dựng nội dung phương pháp phòng bệnh bảo vệ sức khỏe trong y học cổ truyền. Phòng bệnh tích cực, cải tạo thiên nhiên, bắt thiên nhiên phục vụ đời sống con người, chủ động rèn luyện thân thể, tăng cường thể dục thể thao nhằm nâng cao chính khí thông qua luyện tập, ví dụ như thái cực quyền, khí công dưỡng sinh. Đó, trong y học chúng ta là cũng khuyên ha, nên luyện gì, luyện thái cực quyền đó, và khí công dưỡng sinh. Đây là ba cái bộ môn này để tập, để nâng cao chính khí thể trạng chúng ta rất là tốt ha. Tại sao phải khuyên chúng ta luyện thái cực quyền, các anh chị biết không? Tại sao? Trong cái thái cực quyền này là có gì? Có âm dương ngũ hành thiên nhân hợp nhất, nó đều nằm trong đây ha. Đó, và khí công y đạo thì cũng nằm trong đây luôn ha. Khí công dưỡng sinh cũng vô đây, yoga cũng vô đây, thiền cũng vô đây ha. Đó, nó đều nằm trong này. Đây là những cái gì? Trạng thái tâm lành ha. Đó, tâm thiện lành ha các anh chị. Nên mới tập thái cực quyền. Đó. Chống dục vọng cá nhân, rèn ý chí, cải tạo bản thân xã hội, xây dựng tình lạc quan, tương thân tương ái, à, cải tạo tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh. À, cho nên là tôi nói là có nhiều người sao nói, ừ tánh tôi vậy, ai nói sao nói, tôi sống vậy đúng vậy thôi. À, nhưng mà sao chúng ta không cải tạo được cái tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh để cùng với mọi người hòa nhập với WTO thì sao được, đúng không? À, cho nên chúng ta cũng cần phải gì, có cái tình tương thân tương ái, xây dựng lạc quan, rèn luyện ý chí để cải tạo bản thân mình, để hòa đồng với xã hội. Về phòng bệnh là thụ động,
ăn uống đủ lượng đủ chất, bữa ăn được bổ, bố trí hợp lý khoa học, giữ gìn vệ sinh cá nhân, môi trường sạch sẽ, ăn mặc phù hợp với thời tiết, xếp thời gian làm việc, nghỉ ngơi khoa học hợp lý, điều độ về sinh hoạt tình dục lao động, phương pháp rèn luyện sức khỏe con người trước hoàn cảnh tự nhiên và xã hội được danh y tệ tỉnh tóm tắt trong mấy câu thơ sau. Thứ nhất, bế tinh dưỡng khí toàn thần, thanh tâm quả dục thì thủ chân luyện hình. Không, phải là chính khí toàn thần là tốt ha. Bây giờ chúng ta gì? Bế tinh dưỡng khí toàn thần, quá đầy đủ luôn ha. Thanh tâm quả dục thủ chân luyện hình. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích về cái phòng bệnh này như thế nào. Về ăn uống đủ lượng đủ chất, bữa ăn được bố trí hợp lý khoa học. Cái này nói thì hơi dễ ha, nói dễ nhưng mà làm chắc cũng hơi khó ha. Ăn uống đủ lượng là đủ rồi, này là làm được nè, đủ chất được nè, bữa ăn bố trí cho hợp lý cũng hơi được, nhưng mà cũng bữa được bữa không ha. Khoa học là sao? Có nghĩa là khoa học là đúng giờ đúng giấc hợp lý ha. Đó, cái này thấy vậy chứ do tình hình kinh tế ha, đặc biệt là mấy ông thầy thuốc, mấy ông bác sĩ bây giờ ha, làm nghề phiên ta ăn cho ngon ha, ăn cho đủ ha, đúng giờ ha. Bác sĩ là sáng làm xong tới đối tới trưa luôn ha, buông ra tay chân gã rồi bác sĩ đau bao tử còn hơn là bệnh nhân nữa hả. Đó, tại sao? Lo gì bệnh nhân yêu thương của mình ha, làm chăm sóc vì nhân dân quên mình, vì nhân dân mà phục vụ ha. Đó, giữ gìn vệ sinh cá nhân, môi trường sạch sẽ, này ok, này làm được, này bắt di bắt dịch ha. Thầy thuốc mình là cũng phải vậy và phải khuyên bệnh nhân vậy luôn. Ăn mặc phù hợp với thời tiết này cũng phải nên ha. Cái mùa hè mà đi mặc sao, mặc áo mùa đông vô coi sao được ha. Đi ra Đà Lạt mà mặc áo dây không thì người ta dòm thấy nó cũng kỳ ha. Sắp xếp thời gian làm việc nghỉ ngơi khoa học hợp lý, sắp xếp thời gian nghỉ ngơi làm việc khoa học hợp lý ha. Cái này nói dễ nhưng mà làm cũng hơi khó ha. Thời gian ai cũng có 24 giờ giống như nhau, nghỉ ngơi thì ai cũng có giờ nghỉ ngơi. Đó, cho khoa học để hợp lý rồi. Nhưng mà sao bữa nay tính chiều nay về sớm nha, 5 giờ là vừa gõ cái ben là hết giờ về, xếp điện lại thôi. Còn chồng sổ sách này em gán về làm giùm anh ha, cho xong để ngày mai anh đi họp gấp. Đêm nay thức trắng đêm gà luôn ha. Đó, như tội nghiệp như chỗ chị Sưng rồi ha. Làm việc này là về sổ sách giấy tờ rất là cực lực ha. Đó, tính cẩn thận, tính kỹ mỹ. Đó, tỉ mỉ như vậy mới được, mới làm những cái công việc nó được thấy đơn giản nhưng mà khó ha. Cho nên phải gì, có một cái đầu là phải sắp xếp thời gian cho nó nghỉ ngơi, cho nó khoa học hợp lý, để làm sao đủ giờ giấc để gì, để đảm bảo được sức khỏe, để đảm bảo được công việc. Đó, rồi điều độ về sinh hoạt tình dục lao động. Đó, sinh hoạt thì ví dụ như chúng ta là sao, sức chúng ta làm 50 kg thì chúng ta làm 50 kg thôi, đừng thấy em này chân dài quá thích quá cái tới 50 kg ôm cái sao chịu nổi, đúng không? Đó, vậy chúng ta cũng phải cân nhắc ha. Phương pháp rèn luyện sức khỏe con người theo hoàn cảnh tự nhiên xã hội đã được trên y tệ tỉnh tóm tắt trong mấy câu thơ này. Bế tinh dưỡng khí tồn thần, thanh tâm quả dục thủ chân luyện hình, là ý cái câu này là nói tất cả những gì nãy giờ tôi phân tích trên này cho các anh chị. Nghĩa là con người chúng ta làm sao, tinh khí thần ha, tinh và khí là thần này là cái là chính của con người chúng ta. Các anh chị nhìn thấy cái người nào mà tinh khí thần đầy đủ ha, nhìn da vẻ là tươi nhuận ha, khí huyết là đầy đủ ha, nhìn thấy là thần khí là gì, oai phong lẫm liệt, hoặc là nhìn thấy nó có một cái hào quang gì nó thân thiện lắm, thánh thiện lắm. Đó, đó là gì? Đó là tượng trưng cho tinh khí thần. Có nghĩa là người ta đã ăn uống điều độ, sinh hoạt nghỉ ngơi khoa học hợp lý, tình dục hợp lý. Đó là nó sẽ tinh khí và thần này nó được là phát huy được. Đó, nó được đầy đủ thì lúc đó con người mới khỏe được. Còn cái người nào sao? Ngược lại, không có bế tinh được mà cho tinh đi hoài thì sao? Thì tinh đi rồi mất rồi thì khí nó có không còn, mà khí không còn thì thần nó sẽ mất. Cho nên nhìn cái người này vô, sắc mặt thì sao, tối sạm đó, mắt thì mờ, chân thì đi là dáng đi sao, dáng đứng là tướng đi sao, lộn thộm ha. Đó là gì? Những người là thần mất nè, khí mất nè, tinh yếu nè, những cái này là
tinh khí thần là yếu. Nhìn người là nó nhìn cái ông này bệnh đâu mà chắc bệnh hậu, bệnh nội, bệnh gì á, nhìn không có thần đó. Thì cuối cùng sao, chúng ta cần phải gì? Bế tinh dưỡng khí toàn thần ha, rất là quan trọng ha. Thanh tâm quả dục thủ chân luyện hình, nghĩa là sao? Tinh thần phải sao cho lạc quan, yêu đời, tương thân tương ái ha. Đó, đó. Dâm dục ha, quan hệ mà vợ chồng phòng ốc là phải sao đó, nó cho có khóa học một tuần hai lần đó, cho nó đầy đủ ha đó, không nhiều không ít đó. Thủ chân là có gì, chúng ta làm sao phải cố tinh lại ha, luyện hình để làm gì, để phục hồi sức khỏe lại đó, để thể dục thể thao cho tốt, để tăng cường sức đề kháng, kháng thể lên để chống chọi với lục tà, lục dâm, lục khí bên ngoài đó, và nội thương ha, nội nhân gây ra đó. Đó là ý nghĩa của câu nói này. Cuối cùng, học thiết thiên nhân hợp nhất đã cho con người và thầy thuốc một cách là nhìn toàn diện thống nhất, chỉnh thể và trong cái công tác chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh, giúp cho người thầy thuốc không chỉ thấy bệnh mà còn nhìn thấy mối quan hệ giữa người bệnh và môi trường tự nhiên xã hội. Với quan điểm toàn diện và chỉnh thể, người thầy thuốc sẽ có cái phương pháp trị liệu toàn diện mang lại hiệu quả tốt. Cái câu nói như thế này là học thuyết thiên nhân hợp nhất này đã cho người thầy thuốc nhìn thấy một cách toàn diện thống nhất chỉnh thể trong cái công tác chẩn đoán điều trị bệnh. Không, nhìn cái anh này là biết gì, cái mối quan hệ giữa cái bệnh của anh này với cái hoàn cảnh cuộc sống của anh ở trong cái môi trường tự nhiên và xã hội. Ví dụ như nói như tay nghề cứng của ông thầy Khang ở dưới Cà Mau ha, ở U Minh ha. Đó, nhìn vô biết ông này là ông thấy tướng đi này biết rồi, mới dắt lúa dắt cây gì phải không, đi ẹo ẹo con bên nẻn bên à, đợi đi gần tới rồi thì đầu cách khoảng chừng 50 mét nhìn thấy rồi, rồi biết ông này là bị ảnh hưởng đốt sống L4 L5 ha, nhìn xa vô đã thấy rồi đó, là đã biết rồi ha, là anh này đã bị là thoát vị địa điểm hay là thoái hóa cột sống ảnh hưởng đến đốt sống nào ha đó. Có nghĩa là sao, cái bệnh này nè nó có liên quan đến môi trường tự nhiên và xã hội cuộc sống ta, dần dần diễn tiến lâu ngày như vậy nó mới phát sinh ra cái bệnh này, đúng không? Đó, như vậy thì các anh chị thấy là sao, do môi trường làm việc nặng nhọc ha, thường xuyên, hoặc là sao nhìn thấy những cái người bị bệnh chỉ ha, làm việc văn phòng ngồi xuyên suốt ha, ngồi lâu ngày làm gì, hoặc là những người thợ may ha, đó, vô nhìn thấy này là anh này có làm thợ may không, có làm văn phòng không, hai cái này không có thì anh có làm biến không, chắc chắn là phải có rồi ha. Đó, tối ngày nằm ngồi không à, không làm gì hết trơn, chắc chắn bệnh chỉ xuất hiện thôi. Đó, giờ không có làm văn phòng được, không có phải là thợ may thì chỉ làm có làm biến thôi, nằm chỗ thôi. Đó, có mấy bạn vô hơi trễ á, thầy cho vô, mấy bạn vô giùm em thầy. Cho gọi đó. Giờ lớp, bây giờ lớp mình bữa nay 70 mà không biết ai trong này nữa mà tới 70 người. Lớp dạ không, 405 thì đâu khoảng 40 rồi thầy. Còn mấy bạn, mấy anh chị lớp mình, lớp tính giảng bên kia qua nữa thầy. Rồi, rồi. Dạ. Rồi, Thảo nói mấy bạn kia vô đi ha. Dạ, dạ. Dễ học trễ. Mới mốt dạ, học thêm nữa. Bảy mươi ba chục đó là Phú Tân Hòa An đó thầy ơi. Dạ dạ, bên Hòa An đó hả? Rồi mấy cái con số phần dạ như thôi, tới phần kết luận này chúng ta là kết thúc bài thứ nhất ha. Rồi bắt đầu chúng ta chuẩn bị sang bài thứ hai. Nói chung là còn một số bài thơ nữa, các chị có sao không kịp thời gian đâu các chị ha. Dạy này phần này là thêm thôi, có mấy bài thơ về cái chứng ngoại cảm phong hàn, chứng cảm phong tà đó, này nữa cho các anh chị tham khảo đi ha. Rồi hôm nay chúng ta thêm một bài nữa, gắng cố gắng thêm bài nữa nha các anh chị.
nay chúng ta sẽ học tiếp cái phần học thuyết về tạng phủ. Chúng ta đã học được cái học thuyết thiên nhân rồi, bài số 4 đã xong. Bây giờ chúng ta qua bài số 5 là học thuyết về tạng phủ. Mục tiêu thì cũng giống như các bài khác thôi các chị, chúng ta cũng phải trình bày được về cái học thuyết tạng phủ. Về nội dung, học thuyết tạng phủ là một bộ phận quan trọng trong lý luận y học cổ truyền, nhằm nghiên cứu chức năng của các tạng phủ và mối liên quan giữa các tạng phủ với nhau và với các vật chất cơ bản cấu tạo thành cơ thể. Đây các chị nhìn thấy cái hình ảnh ha. Đó, lý luận y học cổ truyền chúng ta là phải nhìn thấy được ha. Đó, những cái mà chức năng của các cái tạng phủ và mối liên quan giữa các tạng phủ với nhau với các cái vật chất để mà cấu tạo thành cơ thể của người chúng ta. Cái này sau này nếu mà đủ điều kiện các chị đi học ha, là sẽ vào học cái mô hình, các chị sẽ được lắp ráp như thế này, ráp sao mà cái hình đứng lên được gì là nó mới đúng ha, và có ruột rồi eo giống gì ha, nó sắp xếp ruột gan rồi như trang hay hình gì đó, và lúc đó thi giải phẫu là sinh lý là mới đậu đó ha, thi tốt nghiệp là có này nè ha. Tinh khí thần huyết và tăng dịch. Thứ nhất, tinh là gì? Tinh là vật chất cơ bản để cấu tạo thành nên cơ thể và duy trì các hoạt động sinh mạng cơ thể, gồm hai loại là tinh tiên thiên và tinh hậu thiên. Tiên thiên hay còn gọi là tinh sinh dục là chỉ vật chất tinh vi có chức năng sinh dục nằm ở trong thận, bẩm thụ từ cha mẹ, có từ khi sinh ra, có sức sống và có thể hình thành bào thai, là vật chất để phát triển bào thai và hình thành cơ thể. Đó là tính tiên thiên. Chữ hơi nhỏ, cách qua này là chữ lớn lớn. Hậu thiên. Tinh hậu thiên là chỉ những tinh hoa dinh dưỡng thu được từ ẩm thực, là những vật chất tinh vi được sinh ra từ những chất chuyển hóa của các cái tạng phủ, còn gọi là tinh tạng phủ hoặc là tinh thủy cốc, tinh thiên, tiên thiên, không ngừng được bổ sung bởi tinh hậu thiên, từ đó cơ thể mới không ngừng phát triển và duy trì hoạt động sinh mạng bình thường. Đó, thì chúng ta đã biết được cái mối liên quan giữa cái mà tinh tiên thiên và tinh hậu thiên. À, tiên thiên là gì? Tiên thiên còn gọi là tinh sinh dục, là chỉ sự vật chất tinh vi có chức năng là sinh dục, nằm ở trong thận, tổng thụ từ cha mẹ, có từ khi sinh ra. Có nghĩa tiên là trước ha, thiên là có nghĩa là gì? Thiên này là có nghĩa là cái tính tự nhiên ha, từ thiên nhiên ban tặng, có nghĩa là mới sinh ra là trời đã đặt để chúng ta vậy rồi, là đã có trước rồi. Đó, là cha mẹ sinh ra là chúng ta đã có sẵn cái này trong đó không, chuyện này không ai dạy cũng biết đúng không. Đó, là đã có tinh tiên thiên này rồi. Đó, và cái tiên thiên này để làm gì? Để nó hình thành cái bào thai và nó phát triển cơ thể của người chúng ta. Nhưng mà cái tiên thiên này nếu mà nó không nhờ được cái hậu thiên này, là cái gì? Là cái tùy vị chúng ta, là dạ dày chúng ta, nó được quý giống như là một cái hồ thủy cốc ha. Một cái hồ thủy cốc gọi là tinh của thủy cốc, là gì? Là những cái thức ăn. Thức ăn này là từ đâu? Là từ bên ngoài, cũng từ thiên nhiên ban tặng cho khi chúng ta ăn vào. Thì những cái chất tinh vi này nè, đó, nó mới nuôi dưỡng cái tinh tiên thiên. Từ nhờ cái hậu thiên này mà nuôi dưỡng được cái tiên thiên. Như vậy cái tiên thiên này nó mới cùng cái hậu thiên này, hai cái này duy trì để hoạt động, phát triển để hoạt động cái sinh mạng con người chúng ta. Đó. Rồi như vậy các anh chị hiểu được tiên thiên và hậu thiên này ha. Cái nắm phần này nha, tiên thiên hậu thiên rất quan trọng này, chúng ta sẽ gặp đi gặp lại rất nhiều. Về tác dụng, thứ nhất, tác dụng về sinh dục. Có chức năng là sinh dục,
hoàn thiện hay không phụ thuộc vào tình trạng phát dục của cơ quan sinh dục và có quan hệ mật thiết với thận tinh. Tinh sinh dục có nguồn gốc từ thận, là vật chất khởi nguồn của sự sống, sau đó cơ thể phát triển dần dần. Thận tinh đầy đủ hình thành thiên quý. Đó, nhớ cái này ha. Thận tinh đầy đủ hình thành thiên quý. Thể hiện cơ quan sinh dục đã phát triển đầy đủ và có khả năng sinh sản sau khi thiên quý đến nam. Thiên quý đến nam có thể bài xuất tinh trùng, nữ có chu kỳ rụng trứng và hình thành kinh nguyệt. Đây là cái hai cái quả thận của chúng ta. À, đây là ống niệu quản ha. Đó, niệu quản và xuống đó là gì? Đây này là bàng quang ha. Và đến gì? Đến lỗ niệu đạo ha, và lỗ niệu quản. À, ở trong này là cái gì, cái nơi là để chứa nước tiểu ha. Đó, giống như cái bồn để chứa nước tiểu ha. Đây là niệu đạo, nó dẫn ra lỗ sáo ở dưới nam ha. Đối với nữ thì dẫn ra ở tầng sinh môn ha. Rồi cái này các anh chị đọc kỹ ha, để chúng ta biết thiên quý ha là gì ha. Có nghĩa là gì? Thiên quý là đến thời kỳ là gọi là chúng ta nói tuổi dậy thì ha, đến tuổi dậy thì là bắt đầu thiên quý xuất hiện ha. À, tiên quý xuất hiện thì quý tử bắt đầu chui ra ha. À, nhớ vậy thôi cho dễ. Thúc đẩy có thể sinh trưởng và phát dục. Tinh là vật chất cơ bản hình thành bào thai và thúc đẩy thai nhi phát triển. Sinh tỷ quá huyết, thận thì tàn tinh. Tinh có thể quá sinh tỷ. Tinh này là có thể quá sinh tỷ. Tỷ là vật chất ở trong tỷ xương, gồm có cốt tủy, tủy sống và não tủy. Hôm nay ai chuyên gia tác động cuộc sống đâu ha, bạn này chúng ta để phân ra chúng ta hiểu nè. Tinh là cái thể có thể là suy tủy nè, có thể quá sản sinh thành tủy ha, và tủy cũng có thể là một cái vật chất ở trong tủy xương. Đó, ở trong cái tủy của xương nữa, từ gồm cốt tủy. Được kìa nghe thấy không? Khí là vật chất cơ bản cấu thành nên cơ thể, cũng là vật chất cơ bản để duy trì hoạt động sinh mạng của cơ thể, đồng thời cũng là hình thức biểu hiện của các hoạt động sinh mạng của cơ thể. Đó. Cái khí này là sao? Là cái vật chất cơ bản cấu thành nên cơ thể của người chúng ta. Để làm gì? Để nó duy trì hoạt động cái cơ thể của người chúng ta. Cho nên chúng ta có cái biểu hiện tượng mà về cái mà khí ha, đây là âm là thân ha, dương dạng. Con người chúng ta có một bên là âm dương này ha. Đó. Dương thì giáng xuống, âm thì phải thăng lên. Ha. Dương là thuộc là gì? Thiên là trời ha. Âm là thuộc gì? Là đất. Đó. Âm ở đây dưới đất này nó thăng lên. Đó. Mà trên trời thì sao giáng xuống? Đó. Ở dưới lòng đất này ha. Ở biển cũng thăng lên luôn ha các chị. Nhưng mà nếu mà không có nhờ ở dưới đất này thăng lên ha, thì ở trên này nó cũng không có đi xuống được. Mà nếu ở trên này thăng lên rồi mà trên này không đưa xuống được, thì ở dưới này nó cũng không có cái gì để thăng lên luôn. Có nghĩa là sao? Âm thăng dương giáng này nó là một cái quy luật, là một cái tạo hóa, là một cái dòng tuần hoàn bất di bất dịch. Nó phải đi như thế này, bắt buộc ha. Sao sức nóng quá này sao? Hơi nước sẽ bốc lên. Mà hơi nước bốc lên rồi sao? Nó gom lại, nó chịu đựng hết nổi thì tạo thành những đám mưa. Đó. Như nắng hổng gài mấy ngày là đủ để hình thành cục mây để làm bão rồi, phải không? Để mưa rồi. Đó. Đơn giản vậy thôi. Phân loại về nguyên khí. Nguyên khí, dinh khí, dị khí là gì? Nguyên khí, chân khí là quan trọng nhất. Nguyên khí ha, ta nói. Nhưng các chị coi trong phim ha. Thì trưởng cái tôi đã tổn hại nguyên khí à. Nguyên khí tôi đã bị tổn hại và nó thông qua gì? Ảnh hưởng đến tâm can tỳ phế thận của tôi, lục phủ ngũ tạng của tôi bị tan tành hết rồi, chắc không qua khỏi đâu. Nguyên khí là gì? Là chân khí, là khí quan trọng nhất, có nguồn gốc từ tính tiên thiên, quá sinh ra, bẩm thụ từ cha mẹ, sau đó được bổ sung tu dưỡng nhờ hồ thủy cốc này. Ở tinh hậu thiên, nguyên khí thông qua tam tiêu phân bố toàn thân bên trong đến nay, đến tai và bên ngoài đạt cho đến cơ biểu tấu lý,
nuôi dưỡng toàn thân. Vì vậy nó nguyên khí là động lực, là hoạt động của sinh mạng cơ thể con người. Không, nguyên thần, nguyên khí, nguyên thần, nguyên khí của này không còn nữa. Chúng tôi đã bó tay ha, chúng tôi đã cố gắng ha. Thầy thuốc bác sĩ nói câu này người nhà khóc mù trời luôn ha. Đó, nhìn nguyên khí nguyên thần không còn. Còn tâm khí là gì? Tâm khí là do thanh khí từ không khí do phế hít vào. Đó, nguyên khí là do hồn thủy cốc ha, do dạ dày chúng ta. Đó, là gom những cái chất tinh tí từ cái thức ăn đó, để làm đưa đến tiên thiên để nuôi dưỡng ha. Đó, tâm khí là do cái khí mà chúng ta hít vào là CO2 ha, oxy ha, và thở ra CO2 ha. Đó, là công năng sinh lý của tâm khí là thúc đẩy hô hấp của phế hoàn thành tâm huyết, có nghĩa là nhờ chúng ta hô hấp ha, cơ quan hô hấp này nè nó sẽ làm gì, tống máu đi và nhận máu về mới được ha. Nếu mà không có cái này thì không được ha. Chinh khí là khí được sinh hóa từ thủy cốc tinh vi của tỳ vị. Thuộc âm khí là khí của thủy cốc có nhiều hoặc chất dinh dưỡng. Chinh khí là có trung tiêu dồn vào phế mạch và phân bố ở trong huyết mạch, là bộ phận cấu thành huyết dịch vận hành đến toàn thân. Công năng sinh lý của dinh khí có hai mặt là dinh dưỡng toàn thân và hóa sinh huyết dịch. Dinh khí huyết đồng hành trong mạch, hai cái quan hệ mật thiết với nhau, cùng có tác dụng dinh dưỡng toàn thân, có thể phân biệt mà không thể chia tách, đó gọi là dinh huyết. Có nghĩa là dinh huyết, dinh khí này là như thế nào? Khí và huyết, không? Khí hành thì huyết mới hành, khí không hành thì huyết không hành. Mà có huyết mà không có khí thì cũng không hành được, mà có khí mà không có huyết thì làm sao đi được, đúng không? Chiếc thuyền mà không có nước thì sao đi? Mà thuyền đi mà không có nước, không có gió thì cũng không thể nào đi được. Nên cần phải có khí và huyết luôn luôn, lúc nào nó cũng phải song hành với nhau, có quan hệ mật thiết với nhau. Đó, và nó giúp cho cơ thể chúng ta thì để phát triển được. Đó, để phát triển được thì như vậy chúng ta gọi là gì? Dinh huyết, gọi là dinh khí ha. Dinh có nghĩa là hai thứ ha. Huệ khí, huệ khí cũng có chủ yếu do sự sinh hóa của các chất tinh vi thể gốc mà thành, thuộc dương khí. Tính chất của huệ khí là dũng mãnh, kháng bệnh tật, năng lực hoạt động một hành động mạnh mau lẹ. Sự phân bố của huệ khí là thượng tiêu phân bố, không ở trong mạch mà cũng không ở trong vận hành ở trong kinh mạch, bên trong ở ngực bụng và bàn phủ và toàn thân. Công năng của huệ khí là bảo vệ cơ biểu, chống lại ngoại tà xâm phạm, điều khiển sự đóng mở lỗ chân lông, điều tiết thân nhiệt, ôn ấm tạng phủ, những chặt bì mau. Như vậy các anh chị thấy huệ khí là gì? Đầu tiên chúng ta thấy từ huệ, huệ có nghĩa là gì? Là bảo vệ cơ thể của chúng ta, là cái công năng của nó là gì? Là bảo vệ cái cơ thể ở bên ngoài của chúng ta, là bảo vệ cái cơ ở ngoài, giống như da, lông, niêm mạc ở bên ngoài ha, nó những cái cơ phần bên ngoài. Để gì? Để chống lục tà ngoại tà nó xâm phạm vào, tấu lý chúng ta sơ hở, lỗ chân lông chúng ta sơ hở là không được. Thì cái vị trí này nó phải gịch lại nó mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, nó đều phải làm gì? Nó phải phá những cái lỗ chân lông là không cho vệ khí xảy ra đó, để mà hở, để bên ngoài xâm nhập vào được trong cơ thể của chúng ta. Nên vệ khí này rất là quan trọng ha. Cái vệ khí cần phải bảo vệ cho nó tốt ha. Công năng tác dụng thúc đẩy sự sinh trưởng phát dục của cơ thể, hoạt động sinh lý của các tạng phủ, tổ chức sự tuần hành của huyết dịch, sự phân bố của tân dịch đều dựa vào sự khởi phát và thúc đẩy của khí. Tác dụng ôn ấm giúp duy trì thân nhiệt của cơ thể, hoạt động sinh lý của các tổ chức tạng phủ được bình thường. Tác dụng phòng ngừa ngoại tà xâm nhập vào, bảo vệ cơ biểu. Tác dụng cố nhiếp, khống chế huyết dịch không cho tràn ra bên ngoài, khống chế bài tiết mồ hôi, nước mắt, nước giải, nước bọt, niệu dịch, tăng dịch, cố nhiếp tinh dịch. Tác dụng là khí hóa, hỗ trợ sinh hóa của tinh khí tăng huyết. Nghĩa là sao? Nghĩa là
cái vệ khí này nè nó có vai trò rất là quan trọng đối với cơ thể của người chúng ta ha. Nó là cái thúc đẩy quá trình sinh trưởng phát dục của cơ thể nè ha. Để làm gì? Để chúng ta để duy trì được cái tăng dịch, để chúng ta khởi phát, để thúc đẩy, để làm gì? Để ôn ấm cơ thể của người chúng ta, để nhằm hoạt động sinh lý và tổ chức được những cái tạng phủ của người chúng ta, để giúp chúng ta được bình thường đó, và chống lại cái ngoại tà bên ngoài xâm nhập vào, và nó cố hiếp lại gì, để nó xe thích lỗ chân lông lại, không cho hở ra đó. Và khi cần sao bài tiết ra mồ hôi ra bên ngoài, và khi cần thì sao mở ra để cho nước mắt chúng ta chảy ra bên ngoài, khi lúc mà chúng ta buồn đó, khi thèm cái gì đó thì nó phải mở ra để cho nước chảy, nó chảy ra để báo mình là biết lúc này nước chảy, nước bọt chảy ra, tôi đang thèm cái gì đó. Và cái niệu dịch cũng vậy, khi cần sức thì nó sẽ sức, khi cần không sức thì nó vào nhiếp lại, cố nhiếp lại. Thứ ba là thần, tinh khí. Bây giờ tới thần. Thần là gì? Thần là sự hoạt động về tinh thần, ý thức, tư duy của con người, là biểu hiện bên ngoài của tinh khí, của huyết và tăng dịch. Thần còn gọi biểu hiện là bên ngoài của tình trạng sinh lý, bệnh lý của tạng phủ ở bên trong cơ thể. Đó, giống như nãy tôi có nói qua, nhìn cái người này còn thần hay không? Hay là mắt thần? Ha. Tinh khí thần. Và người này thấy giờ thấy yếu quá. Đó, sắc mặt yếu quá, nói gì? Chúng ta nhìn thấy cái sắc mặt xám là biết cái gì? Lo lắng, ảnh hưởng đến can tỳ ha. Tinh và khí là cơ sở vật chất của thần, do tiên thiên và hậu thiên sinh ra. Trong cơ thể khí huyết thịnh vượng, ngũ tạng lục phủ điều hòa thì tinh thần sung túc. Trong chẩn đoán tình trạng tinh thần của người bệnh có giá trị chẩn đoán rất lớn và đánh giá tiên lượng bệnh. Còn thần thì sống, mất thần thì chết. Quan trọng không? Đó. Thần thì rất quan trọng nha, con thần là sống, mất thần là chết. Ta đi đây là rồi, chia tay dịch chuyển nha. Đó, cho nên sao? Tiên thiên và hậu thiên là cái cơ sở vật chất của thần. Nên hai cái này rất là quan trọng. Sau khi mà tiên thiên này đã hết, hậu thiên mà không nuôi dưỡng được, mà khi chúng cơ thể chúng ta lấy được cái tiên thiên này, khi lấy hết tiên thiên này mà chúng ta không cung cấp nuôi dưỡng được nữa thì sao? Sau khi hết rồi thì thần nó cũng hết. Mà thần đã hết rồi thì đời ta cũng sẽ hết. Thứ tư đó là huyết. Huyết là gì? Huyết là dịch màu đỏ lưu hành trong huyết quản. Định nghĩa đơn giản thôi ha. Huyết là dịch, đó là lưu hành trong huyết quản. Chủ yếu là do tỳ quỵ quá sinh, thủy cốc tinh quy mà thành. Thế là cái máu này của chúng ta là nhờ gì? Nhờ cái dạ dày nghiền nát cái thức ăn mà nó tạo thành ra máu. Huyết là do tâm làm chủ, tàn ở can, thống nhiếp ở tỳ, tuần hành ở trong mạch. Các tác dụng nhu nhưỡng dưỡng toàn bộ các cơ quan tạng phủ trong cơ thể là một vật chất dinh dưỡng không thể thiếu của cơ thể. Đó, các chị thấy rất là rõ nha. Huyết là do tâm làm chủ. Đây là các chị thấy dòng chảy tuần hoàn và tiểu tuần hoàn ha, là cái tim chúng ta làm chủ nè, là cái cơ quan nhận máu nè, bơm máu đi và tống máu đi ha, đó. Và nhận máu về cũng là nó luôn ha. Vậy tâm làm chủ, tàn ở can và thống nhất ở tỳ. Phải đi con lại rồi. Đi nào ạ? À? Chiều. Rồi giờ mới đi rồi, chút đi về tôi gọi lại. Sự hình thành huyết, tỳ vị là nguồn sinh hóa của khí huyết. Vật chất cơ bản chủ yếu là để hình thành huyết dịch có nguồn gốc từ các chất thủy cốc tinh quy của tỳ vị. Sự hóa sinh của huyết dịch bắt buộc phải có sự tham gia của dinh khí. Đồng thời tăng dịch và huyết dịch không ngừng chuyển hóa lẫn nhau, khiến cho tăng dịch cũng là một thành phần quan trọng của huyết dịch. Ngoài ra,
còn có sự chuyển hóa giữa tinh và quyết. Tinh có thể thành quyết. Sao một giọt tinh là ba giọt quyết ha. Đó. Trong đó hồi ba chén cơm mới được giọt giọt máu ha. Ba chén cơm một giọt máu, ba giọt máu giọt tinh ha. Đó. Đây thường bình thường nói bây giờ chúng ta đã phân tích ra nữa ha, có cơ sở khoa học. Sự hình thành của quyết. Quyết dịch từng hành trong lòng mạch phân bố đi toàn thân tạo thành một vòng tuần hoàn khép kín. Vận động không ngừng, tâm chủ quyết mạch, tâm khí là nguồn để thúc đẩy của khí huyết vận hành. Phế triều, bách mạch, quyết mạch tuần hoàn toàn thân đều hồi tập ở phế. Mà phế là chủ khí, khí là sói của quyết. Thông qua phế khí thì quyết dịch mới phân tán đến toàn thân. Ngoài ra, tỳ khí còn có tác dụng thống nhiếp quyết và can thì tàn quyết. Có nghĩa là sao? Khi tỳ chúng ta nhào bóp ha, nghiền nát thức ăn. Sau khi nghiền nát thức ăn rồi sao? Cái những cái tinh vi nhất, những cái tinh vi nhất chuyển qua cái gan ha, để chứa đựng, bắt đầu gan này mới lọc. Này đưa vào thận, này đưa vào tim, đưa vào đâu đó, vân vân, đưa đến cái qua này nè, cái đầu mới tim mới gom lại những cái chất tinh vi này nè, hồng cầu bạch cầu gom đây. Đầu tim mới bơm đi, chuyển. Đó. Chuyển nhận đi, đi đến khắp tất cả các cơ quan ngõ ngách trong cơ thể người chúng ta, toàn thân chúng ta. Rồi sau đó gì? Nó tập trung là ở phế, mà nhờ phế là gì? Chủ khí, là sói ha, là sói của huyết là gì? Là cái chủ ha, là cái chính ha. Đó, để mà gì? Để nó phân tán đến các cái mạch máu, mao mạch trong cơ thể người chúng ta. Đó. Tim mà đi này không nhờ cái phổi thì cũng không được ha. Đó, cho nên gì? Nhớ câu khí hành quyết hành phong tắc diệt ha. Chị phong là phải tiên chị quyết, muốn người ta hết đau nhất thì sao không? Phải cho máu huyết lưu thông trước cái đã, nuôi dưỡng được cái đã. Sau khi nuôi dưỡng được rồi, tái tạo được rồi thì sao? Khí hành quyết hành thì phong tắc diệt trở lại bình thường đó. Giờ anh đó bị thối quá cột sống, gai cột sống, thối quá chởm xương đùi, hoại tử chởm xương đùi, vân vân. Có nghĩa là không, ở đó không có nuôi dưỡng đó. Vậy cái đó là bởi vì do phong hàng tà hay là phong thấp ha? Đó, hay là phong nhiệt đó. Lâu ngày do khí huyết ứ trệ nó làm cho là bị mà dẫn đến cái chứng là gì? Phạm chúng phong phạm kinh lạc ha, làm cho chèn ép thần kinh ha. Đó. Gây ra những cái chứng mà dôi gai như vậy thì sao? Bây giờ đó là tê rồi, tắc rồi, máu chảy không được thì sao? Lúc này chúng ta phải khai thông cho máu chảy xuống để làm gì? Để khí hành quyết hành phong tắc diệt, thì khi máu xuống rồi nuôi trở lại bình thường thì sao? Tự động nó sẽ hết. Đây cũng là một trong những cái nguyên tắc mà trị bệnh của đông y chúng ta ha. Tăng dịch. Tăng dịch là gì? Tăng dịch là chỉ thủy dịch trong toàn bộ cơ thể con người chúng ta, bao gồm ở các cái tạng phủ như vị dịch. À, giống như dịch vị ở dạ dày ha, tràn dịch nè, dịch ở trong khớp nè, nước bọt, nước mắt, nước mũi, mồ hôi và nước tiểu, đó là tăng dịch ha các anh chị. À. Sự hình thành và phân bố bài xuất tăng dịch. Tăng dịch hình thành chủ yếu có nguồn gốc từ thủy ẩm, dịch từ thức ăn và đồ uống, thông qua sự tiêu hóa, hấp thu và chuyển hóa của tỳ vị mà thành. Tăng dịch phân bố chủ yếu dựa vào sự quặng hóa của tỳ vị và sự tuyên gián của phế để thông điều thủy đạo và sự khí hóa của thận để thăng thanh gián cọc mới có thể phân bố toàn thân và duy trì các hoạt động sinh lý của cơ thể. Đó là sự hình thành và phân bố của tăng dịch. Có nghĩa là sau khi chúng ta ăn uống đồ ăn ha, từ cái mà thủy ẩm này ha, là đồ ăn đồ uống ha, thông qua cái sự mà bài tiết tiêu hóa và hấp thu chuyển hóa tỳ vị của dạ dày và ruột chúng ta ha, đó, nó mới thành cái tăng dịch để phân bố tuyên gián của phế để thông điều thủy đạo và sự khí hóa của thận để thanh thanh gián chọc ha. Nhờ cái này mà nó đưa lên đi xuống ha, nó thanh thanh gián chọc. Ngũ tạng là các cái bộ phận
của cơ thể có nhiệm vụ chuyển hóa và tàn trữ tinh khí thần, huyết và tân dịch. Có năm tạng là tâm, can, tỳ, phế, thận. Tâm là nằm ở trong lòng ngực, đứng đầu các tạng. Có tâm bào lạc là bảo vệ bên ngoài. Tâm có quan hệ biểu lý với tiểu trường. Tâm có chức năng tàng thần, chủ huyết mạch, chủ hãn, khai khiếu ra lưỡi và kỳ qua tại mặt. Tâm thì tàng thần. Tâm tàng thần là nói tâm chủ trì toàn bộ hoạt động sinh mạng của cơ thể. Theo nghĩa rộng là biểu hiện bên ngoài của toàn bộ hoạt động sinh mạng con người. Theo nghĩa hẹp là tinh tàng thần có nghĩa là tư duy. Tâm tàng thần là chủ của chủ nghĩa rộng của thần. Đó là nhìn cái thần khí này còn hay không là chúng ta đánh giá được cơ thể, tiên lượng được cái bệnh lý và con người này ha. Tâm là tạng đứng đầu trong ngũ tạng, hoạt động về tình trí, tư duy, ý thức, công năng hoạt động của các tạng phủ đều có liên quan đến tâm. Chỉ có sự chủ trì điều khiển của tâm mới có thể hiệp điều hòa giữa các tạng phủ để duy trì hoạt động bình thường của cơ thể. Do đó, khi công năng hoạt động của tâm bình thường, khí huyết của tâm đủ mới duy trì và thống nhất được hoạt động của tạng, duy trì được tình trí sáng suốt, tư duy minh mẫn, tinh thần sảng khoái. Nếu tâm phát bệnh, tật chủ chức năng, tâm bị rối loạn dẫn đến chức năng của tạng phủ cũng bị rối loạn, thần trí thất thường chậm, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tính mạng không yên. Nếu tâm huyết hư thường xuất hiện mất ngủ, không ngủ hay mê hay quên, thần trí không yên. Nếu huyết nhiệt nhiều thì gây hôn mê, nói nhảm. Có nghĩa là sao? Khi mà nếu mà cái mà tâm có nghĩa là cái tạng là đứng đầu trong cái ngũ tạng là cái là lớn nhất. Bởi vì sao? Bị có tâm bào lạc là lớn nhất ha. Nó hoạt động về tình trí, tư duy, ý thức, công năng hoạt động của các cái tạng phủ đều có liên quan đến tâm. Đó. Tâm là chủ huyết mạch kỳ qua tại mặt. Tâm chủ huyết mạch kỳ qua tại mặt là chỉ tạng tâm có chức năng duy trì mạch đập, thúc đẩy huyết dịch vận hành trong lòng mạch. Chức năng này của tâm mạnh hay yếu sẽ biểu hiện bằng cái sự thay đổi sắc mặt. Tâm huyết mạch toàn thân thông với nhau. Mạch là phủ của huyết, là nơi huyết dịch vận hành. Huyết dịch vận hành liên tục trong lòng mạch là nhờ vào sự thúc đẩy của tâm khí. Cho nên Tố Quấn Quỷ Luận nói tâm chủ huyết mạch toàn thân. Kỳ qua tại mặt là sao? Khi chúng ta nhìn vô cái người đó bị ảnh hưởng ha, là nó gì? Nó có gì những cái hình sao ha, là ở trên mặt nổi những cái hình sao hay hình này hình nọ, giống như chúng ta nhìn thấy là những cái ma mạch li ti ha, là nó gì? Là có gì? Những cái hình sao nó gọi là kỳ qua tại mặt ha. Đó. Và cái tâm này nhờ cái tâm này để gì? Duy trì cái mạch đập này ha. Chúng ta sờ mạch chúng ta được là nhờ cái tâm ha. Vì vậy sắc mặt và mạch đập cũng thể hiện trực tiếp sự thịnh suy của tạng tâm. Nếu tâm khí thịnh vượng, huyết mạch đầy đủ thì mạch đập hòa quản có lực, sắc mặt hồng nhuận mà sáng. Nếu tâm bị bệnh là sẽ làm ảnh hưởng đến mạch tượng và sắc mặt. Như tâm khí bất túc hoặc là tâm huyết hư thì mạch sẽ hư, hoặc là tế nhược sắc mặt cũng kém. Tâm khai khiếu ra lưỡi, cho nên thường các anh chị thấy không, khám là tôi hay dặn ha, khi bệnh nhân há miệng ra xem đầu lưỡi là tâm nó khai khiếu ra đầu lưỡi nè ha. Tâm là khai khiếu ra đầu lưỡi, chỉ vận động của lưỡi và ngôn ngữ trên phạm tặng tâm là sao, ảnh hưởng đến tiếng nói liền. Đó, nói chuyện là có thể rối loạn ngôn ngữ luôn. Đó. Hỏi đường trả lời nẻo ha, là gì? Tâm bị nhiễu ha, tâm nhiễu loạn ha. Tâm khai khiếu ra lưỡi là chỉ vận động của lưỡi, ngôn ngữ và chất lưỡi có liên quan mật thiết đến tâm. Vì tâm tuy gần nằm ở trong lòng ngực nhưng biệt lạc của kinh tâm lại thượng hành ra lưỡi. Biệt lạc của kinh tâm lại thượng hành ra lưỡi. Khí huyết của tâm duy trì vận động của lưỡi là dinh dưỡng cho chất lưỡi.
nếu tâm khí thịnh, lưỡi hồng nhuận, mềm mại, vận động tự nhiên, ngôn ngữ rõ ràng lưu loát. Nếu tâm khí bất tốt hoặc tâm quyết dư hư, chắc lưỡi trắng. Nếu tâm quả thượng viêm thì đầu lưỡi đỏ, riêu lưỡi bẩn. Nếu tâm quyết ứ, chắc lưỡi tím, có thể có điểm quyết ứ. Nếu nhiệt nhập vào tâm bảo hoặc là đam mê tâm khiếu, lưỡi cứng, nói ngọng. Chứng mà đam mê tâm khiếu là lưỡi nó sẽ bị cứng nha các anh chị. Đàm nhập vô đây ha, là lưỡi cứng ha, nói ngọng nghịu ha. Thông thường chúng ta nhìn ha, sẽ thấy những cái điểm ứ quyết ở dưới lưỡi ha, và có những cái màu tím ha. Tâm bào. Tâm bào là tổ chức bao bọc bên ngoài tặng tâm, có tác dụng bảo vệ cho tâm, khiến cho tà không xâm phạm vào được tâm. Nếu tà không xâm phạm vào được tâm trước tiên, nếu tà xâm phạm vào tâm trước tiên sẽ phạm tâm bào. Trên thực tế, tâm bào bị tà khí xâm nhập sẽ xuất hiện các triệu chứng giống như tâm bị bệnh, ví dụ như nhiệt tâm bào xuất hiện hôn mê, nói nhảm. Nhiệt tâm bào ha, tâm bào mà bị nhiệt ha thì sẽ xuất hiện gì, hôn mê, nói nhảm. Hai là phế. Phế nằm ở lồng ngực, thông với khí quản và hầu họng, có quan hệ biểu lý với đại trường. Chức năng sinh lý của phế là chủ khí, chủ hô hấp, chủ tiên phát, túc gián và thông điều thủy đạo, chủ bì mau, khai khiếu ra mũi. Chỉnh lỗ mũi ha, là chúng ta biết được cái phổi như này sao ha. Thấy lỗ mũi đóng khói đèn ha, là biết cái phổi này tiêu rồi ha. Cho nên sao có nhiều người sao người ta nhờ người ta vào cái này nè, nhờ vào cái y lý này nè ta mới nắm được. Ví dụ như người ta nói ở cái lỗ mũi này là cái phổi nằm đây 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 đó, người ta vẽ ra à, người ta nói là cái phổi này đây, thì tại sao người ta dựa vào những cái này nè ta mới vẽ ra. Cũng như có những cái bộ môn gọi là diện chẩn ha, nó hay là thập chỉ đạo, thập thủ đạo đó, người ta mới tính ra được cái này nè, theo cái đường đi này nè, người ta mới vẽ đây là số 1, số 2, số 3, số 4 vậy đó. Đó, như vậy là sao? Phế là gì? Khai khiếu ra mũi, chủ bì mau, thông điều thủy đạo, túc gián và chủ tiên phát, chủ hô hấp và chủ khí luôn. Và chức năng của nó là gì? Nó có quan hệ biểu lý với đại trường. Đó. Anh chị thấy cái phổi của mình là nó quan hệ nhiều không? Phế là chủ khí về hô hấp. Phế chủ khí hô hấp gồm có hai phương diện. Chủ khí hô hấp là nói về làm chủ quá trình trao đổi khí trong cơ thể, khí bên ngoài cơ thể, nghĩa là trao đổi giữa quá trình ở bên trong và bên ngoài cơ thể nha. Thông qua chức năng hô hấp của tạng phế, hít vào thanh khí từ môi trường tự nhiên và thở ra trọc khí bên trong cơ thể, làm cho khí trong cơ thể không ngừng được trao đổi, có nghĩa là sự trao đổi chất của khí ở bên trong và bên ngoài môi trường đó. Phế chủ khí toàn thân. Phế chủ khí toàn thân là chỉ các loại khí trong cơ thể, đặc biệt là sự thịnh, sự sinh thành và phân bố tâm khí đều liên quan mật thiết đến tạng phế. Trong đó cơ thể có 4 loại khí là tâm khí, dinh khí, vệ khí và nguyên khí. Sự hình thành và phân bố của các khí này làm ở một cái mức độ nào đó đều liên quan trực tiếp đến phế, đặc biệt là tâm khí. À, mấy cái này nãy vừa nói qua rồi. Nếu chức năng phế chủ khí bình thường thì khí đạo thông suốt, hô hấp điều hòa, sự hình thành và phân bố các khí bình thường khiến cho khí của cơ, của tổ chức và tạng phủ được ôm ấm và dinh dưỡng đầy đủ. Nếu phế bị bệnh khiến cho không chỉ chức năng hô hấp bị suy giảm mà còn làm ảnh hưởng đến sự sinh thành và phân bố của các khí, dẫn đến khí mất đi sự dinh dưỡng, ôm ấm của khí gây hô hấp vô lực hoặc thiểu khí, đoạn khí, sanh ra tiếng nói nhỏ, tinh thần mệt mỏi, ngại nói. À, người ngại nói, ít nói là biết cái phổi này yếu rồi ha. Tại sao nói hỏi hụt hơi? Người ta thấy là tinh thần mệt mỏi, uể oải, ngại nói là cái phổi yếu rồi. Phế chủ tiên phát, túc gián, thông đều thủy đạo là sao? Là phế đem khí đi và các chất thủy cốc
tinh vi phân bố phát tán ra toàn thân và các thủy cốc. Tinh vi được tạo thành do sự tiêu hóa, hấp thu và chuyển hóa ẩm thực của tỳ vị. Những vật chất này sau khi được hình thành được vận chuyển đến tâm phế, từ đó tâm phế phân bố đi toàn thân, cung cấp cho các hoạt động của cơ thể, đặc biệt là khí, mà là vệ khí, chủ yếu dựa vào sự tiên phát và của phế mới có thể phân bố toàn thân trong các cái tạng phủ. Ngoài đến bì mao cơ nhục để phát huy được tác dụng ôn ấm, không cái có cái khí này nè, nó mới làm gì, làm cho cơ thể mình mới ấm được, mới ôn ấm được. Đó, nhờ cái khí này mới vận chuyển, không nó vận hành trong cái lòng mạch máu ha. Đó. Phế chủ túc gián là chỉ phế đem các chất thủy cốc tinh vi mà chủ yếu là tăng dịch. Phế chủ thông điều thủy đạo là chỉ phế duy trì sự bình thành thủy dịch trong cơ thể, sự thay đổi cũ mới. Phế thông điều thủy đạo là giống như chúng ta thay đổi cái mới cái cũ ha, của thủy dịch ở và tăng dịch là một cái quá trình là tự chủ quản hóa ha, thận chủ thủy ha. Đó. Và chức năng thông điều thủy đạo là chủ yếu là dù phụ thuộc vào sự tiên phát và túc gián của phế. Sự tiên phát túc gián của phế khiến cho khí vận hành thông suốt. Đó. Phế túc gián khiến cho thủy dịch vận chuyển theo đúng đường để phân bố toàn thân và cuối cùng là đến bàng quang để bài tiết ra bên ngoài. Đó, đi vòng vòng cuối cùng xong xuống bàng quang để bài tiết ra được bên ngoài. Nếu chức năng của phế bình thường thì khí và tăng dịch có thể phân bố và ôn dưỡng toàn thân. Nếu phế bị bệnh thì khiến cho phế khí mất tuyên, phế mất túc, gián khả, thủy dịch ngưng trệ, phế khí mất tuyên phát gây tức ngực, sườn trướng, mũi ngạt, ho. Nếu mà mất túc thì gián gây ho, hen, phù thủng, tiểu ít. Thủy dịch nội đình thì gây đàm ẩm, tiểu không lợi, tiểu ít, phù thủng. Đây là những cái triệu chứng trên lâm sàng ha, khi mà chúng ta gặp ha, các anh chị sẽ thấy gì nữa ha. Nhưng mà phế khí mất tiên là cái triệu chứng gây tức ngực, sườn trướng, ngạt mũi. Còn mà phế mà thủy dịch nội đình thì gây đàm ẩm, tiểu là không được thông ha, tiểu ít mà gây ra chứng phù thủng. Phế chủ bì mao. À, nhìn anh này là biết là phế chủ bì mao là tốt rồi ha, phổi tốt rồi ha, gâu ghia rồi ha, đẹp ha, tốt. Phế chủ bì mao là gì? Là đóng mở lỗ chân lông, ôn dưỡng bì mao và chức năng phòng ngừa chống lại sự xâm phạm của ngoại tà. Phế khai khiếu ra mũi. Phế khai khiếu ra mũi là chỉ sự thông khí của chức năng ngửi và có quan hệ mật thiết với mũi. Mũi là nơi khí ra vào để còn cảm nhận được mùi, và cả hai chức năng này đều dựa vào phế khí. Nếu phế khí hòa thì hô hấp thông lợi, cảm nhận chính xác, còn không hòa thì cảm nhận không được ha. Tỳ là nằm ở trung tiêu, có quan hệ biểu lý với vị. Tỳ là chủ quận hóa thân thanh, tỳ là thống huyết, chủ cơ nhục và tứ chi, khai khiếu ra miệng và huynh nhận ở môi. Tỳ là chủ quận hóa, là chỉ tiêu hóa vật chất dinh dưỡng, hấp thu chuyển hóa và vận chuyển các chất tinh vi, thủy cốc nuôi dưỡng toàn thân, ẩm thực sau khi vào vị. Thông qua chức năng tiêu hóa hấp thu của tỳ vị, lại thông qua chức năng của tỳ vị chuyển hóa thủy cốc thành vị, vị thành khí, huyết và tăng dịch. Vậy nói tỳ là gốc của hậu thiên, là nguồn sinh thành của khí huyết. Tỳ là chuyển khí lên phế, thông qua phế khí được chuyển đến lục phủ ngũ tạng. À, nhờ cái gì? Cái dạ dày và cái lá lách ha. Nó vận chuyển ha. Thăng thanh gián chập. Công năng quản hóa đồ ăn của tỳ mạnh gọi là sự kiện vận, sự hấp thu tốt. Tỳ chủ thân thanh là gồm hai chức năng, vận chuyển và duy trì tạng phủ cho đúng vị trí. Đó, vận chuyển thì nhờ cái gì?
cái chất tinh quy của hồn thiên cốc này ha, lên tâm phế và thượng thân, sau đó tâm phế mới phân phối đi toàn thân để ôn dưỡng cơ thể. Tùy ở trung tiêu, tâm phế, thượng tiêu và các chất thanh thì của tinh quy thủy cốc được khí của tỳ thẳng lên tâm phế, do đó nói tỳ khí chủ thân. Mà nếu mà sao duy trì tạng phủ không đúng vị trí thì sao? Thì phù tạng phủ mà ở đúng vị trí thì không bị sa gớt xuống đó, để giúp cho nó đúng ở cái vị trí giải phẫu ha. Tỳ thống huyết là chỉ chức năng thống nhiếp huyết dịch, làm cho huyết dịch chảy trong lòng mạch máu không tràn ra bên ngoài. Thống huyết là bảo vệ lại, chỉ cho nó gói gọn trong lòng mạch máu thôi, không cho nó xuất hiện chảy ra bên ngoài ha. Đó, nếu mà nó không thống huyết được, không thống nhiếp được thì sao? Thì máu huyết này sẽ tràn ra bên ngoài các anh chị. Mà khi tràn ra bên ngoài thì xuất hiện cái gì? Đó, thổ huyết, tiện huyết ha, tiểu ra huyết ha, băng huyết ha, chảy máu cam. Đó, cho nên các anh chị thấy có nhiều trường hợp ha, mổ ha, mổ nhân sơ rồi cũng bị mà băng huyết ha, nó làm cho là máu chảy ra bên ngoài không cầm được ha, huyết tràn ra ngoài là do gì? Do không thống huyết được ha. Tỳ chủ cơ nhục tứ chi là chỉ cơ nhục tứ chi là nhận được sự nuôi dưỡng của tỳ thông qua các chức năng quận hóa, các chất thủy cốc tinh quy. Nếu tỳ khí đủ sẽ làm cơ nhục khỏe mạnh, tứ chi vận động nhẹ nhàng linh hoạt. Nếu tỳ hư sẽ làm cơ nhục teo nhẽo, người mệt mỏi gầy sút, gây các chứng sa như sa trực tràng, sa tử cung, sa sinh dục. Đó, cho nên tại sao những người đau bị bệnh chỉ ha, bệnh sa tử cung ha, bệnh đại tràng ha, đó, bệnh sinh dục ha, mà chúng ta cần phải bổ tỳ là học cái này là chúng ta biết ha. Tại sao bổ tỳ mà mình bị chỉ mà phải cho bài bổ trung ít khí than ha. Đó, bổ tỳ nè, tại vì sao? Tỳ chủ cơ nhục, mà nếu mà không làm chủ được cái cơ nhục và tứ chi này thì cuối cùng sao? Làm cho nó teo nhão, người gầy sút và là sa trực tràng, sa tử cung ở phụ nữ ha, nam sa sinh dục không, và các buổi chỉ nó sẽ sa trực tràng ha, buổi chỉ nó sẽ ra xuất hiện chỉ ngoại được ha. Và tỳ khai khiếu ra miệng vinh nhận ở môi, tỳ khai khiếu ra miệng vinh nhận ở môi là chỉ sự thèm ăn và vị khẩu của cơ thể. À, nhìn cái môi người này sao, có vinh nhận không, có hồng không, hay là sao bị chúng tà chúng độc đen không đó. Nếu mà tỳ khí thịnh thì sao, thèm ăn, ăn nó ngon miệng thôi, môi hồng nó nhận ha. Ngược lại nếu mà tỳ hư thì ăn nó không được, kém ha, môi miệng nó nhạt ha. Mà giờ lỡ xăm môi hết trơn người sao các anh chị, sao nhịn môi biết được ha, nhịn môi hết biết được là tại do giờ chị em phụ nữ xăm ha, mấy người nghệ sĩ ca sĩ nam cũng xăm hết ha. Rồi vậy sao nhìn như vậy thì sao, chúng ta nhìn đón qua bằng gì, bằng tiếng nước bọt ha. Khi họ nói là cảm giác cái môi họ khô ha, là nó gì, nó sẽ dính dính lại ha, nó cảm giác dính lại giống như keo vậy ha. Đó là tỳ nó bị ảnh hưởng rồi đó ha. Can, can là nằm ở hạ sườn, có quan hệ biểu lý với đỡm ha. Các anh chị nhìn thấy cái túi mặt này ha, gan và mặt ha, thường là gan mặt ha, tỳ là vị ha. Đó. Chủ sơ tiết, can là tàn huyết, can chủ căn, can khai khiếu các bác. Nhìn cái mắt này là biết gan ha. Đó. Nhìn thấy cái gân cơ này yếu ớt đi không được ha, là biết rồi, gan này xong rồi đó ha. Can chủ sơ tiết là chỉ chức năng sơ thông khí huyết, thông đều khí cơ, khí của tạng, kinh mạch. Sơ tiết là biểu hiện trạng thái sinh lý của tạng can một cách nhu hòa, thông sướng. Đó, gan mà khỏe rồi nhìn thấy ha, người ngon lành ha. 1, 2, 3 vô 100% liền ha. Phương diện tình trí là hoạt động tình trí, là biểu hiện của thần, mà thần là biểu hiện bên ngoài hoạt động của các tạng phủ. Can chủ sơ tiết là chủ yếu sự thông đều khí của tạng phủ kinh lạc. Nếu can khí sơ tiết bình thường thì khí thông đều khí huyết hòa thì tâm tình thư sướng, tinh thần thoải mái. Nếu can mắc sơ tiết thì khí huyết bất hòa dẫn đến tình trí quất kết. Nếu can khí quất kết dẫn đến sườn đầy trướng, quất ức không vui, thậm chí u buồn. Đó. Nếu can khí nghịch thì dẫn đến cáo gắt, mất ngủ hay mơ.
đau đầu qua mắt chóng mặt, thậm chí buồn nôn, hôn mê. Ngược lại tinh thần cáu gắt dẫn đến can mắc sơ tiết, làm cho can khí quất kết, khí cơ không thông, vì vậy nói là can thích điều đạt mà ghét quất ức và bạo nổ thương can. Về phương diện tiêu hóa, nếu can sơ tiết bình thường thì khí cơ thông đều một mặt sẽ giúp cho sự thăng giáng của tỳ vị bình thường. Nếu can mắc sơ tiết sẽ ảnh hưởng đến sự tiêu hóa của tỳ vị, làm cho vị khí mất giáng, gây ở hơi nắc nôn, và triệu chứng chính của can khí quất kết như ngực sườn chứng đau hay cáu gắt gọi là can khí phạm vị. Can khí phạm vị ha, là có triệu chứng sườn đau ha. Nó sườn chướng đau hay cáu gắt gọi là chứng can khí phạm vượng. Còn tỳ khí mất thăng bằng dẫn đến bụng chướng, ỉa chảy, soi bụng gọi là chứng can dị bất hòa. Đó. Can tàn huyết ha, là tàn trữ điều tiết lượng máu trong cơ thể. Can là một cái tạng to nhất của cơ thể ha. Cái gan là lá gan lớn nhất nha các anh chị. Đó là chủ về tàn huyết ha, và tâm khí thúc đẩy vận hành ha, cho cơ thể hoạt động. Mà nếu mà can này bị bệnh thì chức năng sẽ bị rối loạn, cho nên ảnh hưởng đến các cái triệu chứng bệnh lý giống như huyết dịch, như can huyết bắt túc thì xuất hiện qua mắt, quán gà, chân tay gung, cơ nhục co quắp, duỗi ra không lại, nghĩa là duỗi ra không được thẳng ha. Nữ thì kinh ít, thậm chí bế kinh. Nếu can khí hoành nghịch thì khí khí cơ nghịch loạn, huyết tỳ khí nghịch gây thổ huyết, nục huyết, mặt đỏ, mắt đỏ. Nữ thì băng kinh. Nếu can khí trệ thì khí cơ không thông, làm huyết ứ gây ngực sườn đau như kim châm, có thể có khối ở hạ sườn, tức là có khối u ở hạ sườn ha. Đó, đây là những cái triệu chứng của bệnh gan ha các anh chị. Can chủ căn kỳ qua tại móng. Tâm là cái gì? Kỳ qua tại mặt ha. Tâm là tỳ kỳ qua tại mặt. Bây giờ can là kỳ qua tại móng. Nhìn cái móng tay làm sao là chúng ta biết cái lá gan như vậy. Cái quằn mà phiết, các anh chị nhìn thấy trong cái móng tay có quằn phiết mà trắng trắng đó ha. Thường người ta nói là nổi hột gạo thì xui lắm ha. Và nói cái đó là ai mà bị phiết sâu đó ha, là sống không thọ ha. Là gì? Cái lá gan chúng ta nằm y chang vậy đó các anh chị. Nhìn bởi người ta, các cái chuyên gia ta nhìn vô cái đầu ngón tay, người ta khám ra được cái bệnh của mình, ta nói gan mình sao à? Gì kỳ qua tại móng là này đây ha. Hôm nay học cái này là các anh chị môn phái nào các anh chị cũng biết hết. Bây giờ có diễn giải đâu nữa, nó cũng nằm trong lục phủ ngũ tạng này chứ, chúng ta cũng biết hết. Mà tại sao người ta nó làm gì được? Người ta ngồi người ta tổng hợp mấy này người ta làm nè, ta nhìn vô móng tay người ta biết cái gan anh này sao rồi, thấy không? Mà nếu mà chúng ta thuộc bài thì chúng ta đâu có nói gì với người ta chi nữa, phải không? Thì chúng ta nếu học thuộc rồi cái gì chúng ta cũng sẽ biết ha. Đó, đầy đủ trơn rồi. Nếu can bắt túc thì huyết không dưỡng được căn, dẫn đến chân tay run, tê bì, duỗi ra không lợi, móng tay, móng chân khô gáp, mắt bóng. Đó, nhìn móng tay những người bệnh các anh chị thấy ha, có ảnh hưởng gan là sao? Móng tay nó quặm xuống và nó dày lên, nó không còn bóng nữa. Còn móng tay chúng ta bình thường ha, thì các anh chị thấy nó bóng ha, và nó không có bị khô ha. Sáng mai ra nhìn móng tay, móng chân chúng ta đầy đủ rồi và nó còn bóng rồi ha. Ai mắt bóng rồi rồi sao? Đi sơn lại thôi chứ sao? Đó. Rồi can khai khiếu ra mắt. Đó. Đây nè ha, này là dòm thấy vàng ha, triệu chứng hoàng đản ha. Tình khí của lục phủ ngũ tạng thông qua kinh mạch đều thông lên mắt. Giận quá cái là mắt đỏ lên liền ha. Can tàn gì? Can tàn huyết và can khai khiếu ra mắt. Đó. Giận cái là mắt đỏ lên liền ha. Đây là cái triệu chứng gì? Hoàng đản ha. Nếu can dương quận khủng thì dẫn đến qua mắt chóng mặt. Nếu mà chúng ta giận quá lên thì sao? Sẽ làm cho qua mắt chóng mặt. Thận. Cuối cùng là thận. Thận là nằm ở hạ tiêu. Mỗi bên có một quả thận và bàng quang có quan hệ biểu lý. Thận thì tàng tinh, chủ thủy, chủ nạp khí, chủ cốt sinh tủy,
thông với não, khai khiếu ra tai, hòa nhị âm, vinh nhuận ra tóc. Đó, bây giờ nhớ cái này nè. À, thận là tàng tinh, là chủ thủy, chủ thủy, chủ nạp khí, chủ cốt tủy, thông với não, khai khiếu ra tai, hòa nhị âm, vinh nhuận ra tóc. Vậy nè, chủ cốt tủy nè, nếu mà cái người này sao thận mà khỏe ha, nhìn người gì thần khí nó mạnh mẽ ha, đi đứng hiên ngang ha, mãnh liệt ha, đó, có khí tốt, có tinh tốt ha, tinh khí thần tốt ha. Khi có cái này mạnh rồi sao xương nó chắc khỏe ha, giờ thấy sao khỏe, não bộ thông minh nhạy bén lắm đó, nghe rất là rõ ha. Đó, nghe rất rõ, tóc dần thấy bóng láng mướt rượt ha. Còn ngược lại, nhìn thấy tóc ha, trẻ ngọn ha, khô gáp ha, thì sao là đã biết gì, thận yếu rồi ha. Đó, có trường hợp gì, ù tai nè, nhị âm nè, đó, qua mắt chóng mặt. Tại sao? Tại vì nó thông với não. Đó, người thì sao, nằm đâu, ngồi đâu là nằm đâu là ngủ đó, đi tới đâu là nằm tới đó, dần ủ rũ ha. Tại sao làm biến đi, chủ cốt tỷ nè, bởi vì sao yếu rồi không sinh được, nên là sao yếu nằm rồi. Rồi sao khí không quặn được thì sao người nó ủ rũ quể quải ha. Đó. Giờ mình thấy người nó không có nhìn hết muốn ăn chè đậu hả? Đó. Nó kiểu kiểu gì đó ha. Giờ người nó không sung nữa. Đó. Ngược lại thận tàng tinh là gì ha? Nên từ khi bắt đầu sinh ra nghe cái này, tinh khí của thận là dần dần được bổ sung đầy đủ, bắt đầu có răng sữa và tóc dài ra đến thời kỳ phát dục. À, từ khi chúng ta mới sinh ra nè, đến khi chúng ta có răng sữa và tóc dài ra và đến thời kỳ phát dục trưởng thành ha, là tinh khí của thận khí đầy đủ xuất hiện là thiên quý, là lúc 18 tuổi là chúng ta gì đã hoàn chỉnh ha. Ngày hôm nay chắc không tới 18 nữa ha, ngày hôm nay là chắc khoảng tới chừng 14 mà 13, 14 ha, là xuất hiện thiên quý rồi ha. Còn mấy chị em phụ nữ bây giờ sao, cỡ 13, 14 là xuất hiện có thiên thần luôn ha. Đó. Nam giới thì xuất hiện có tinh trùng, nữ giới xuất hiện có kinh nguyệt ha, cũng chứng. Đó. Nhưng mà đến khi tuổi cao, tuổi già sức yếu ha, bắt đầu suy kiệt. Đó, suy giảm xuống ha, thiên quý nó kiệt quệ, khả năng sinh dục dần dần suy giảm và mất đi, là lúc này cơ thể bị lão quá và già nua ha. Đó, thiên quý không còn nữa, nó đã kiệt quệ rồi, khô cằn rồi ha. Nam là 8 tuổi là thận khí thực, tóc dài găng mọc, đã tính theo cái công thức ha, 2 lần 8 là 16 ha. Như vậy tuổi là thận khí thịnh, thiên quý đến, tinh khí tràn đầy tự tiết, âm dương hòa, có thể sinh con là 7 lần 8 là 56, là tuổi thiên quý kiệt, là tinh ít thận suy, là hình thể gầy ha, là 8 lần 8 là 64, là tuổi có tóc bạc gần gục. Người ta tính theo cái độ tuổi này ha, là cái tuổi nào sinh con ha. Đó, à, có thể là sinh con và có thể là không sinh con ha. Đó, đến cái tuổi nào là thiên quý kiệt ha, 64 tuổi là kiệt quệ ha, là gân lúc đó rụng ha, tóc là bạc ha. Còn nữ thì sao? Nữ là 7 tuổi là trước hơn nam ha, 7 tuổi là xuất hiện ha, là thận khí thực rồi, tóc dài. Đó, 27 14 ha, là 14 tuổi là đã gì thiên quý là xuất hiện ha, nhâm mạch đã thông ha, lúc này là mẹ được rồi ha. Xung mạch thịnh, kinh nguyệt xuất hiện, có thể có con. 7 lần 7 49 tuổi ha. Nhâm mạch hư, xung mạch suy giảm, thiên quý kiệt, kinh nguyệt hết. Đó, đối với phụ nữ là 49 50 tuổi là gì? Hết kinh ha. Đó là kiệt rồi, thiên quý bị kiệt rồi, kinh nguyệt lúc đó bắt đầu giảm rồi, hết rồi ha. Còn nam gì? Tới là 64 ha. Ngon lành ha. Sống dài hơn ha. Tại sao? Sao cái thời gian xa dữ thầy? Nam tại, nữ cái phụ nữ là sao? Tại phụ nữ sinh con nhiều ha, cho nên bị ảnh hưởng là sức khỏe ha. Anh là nam là từ 56 này trở lên ha, là các anh chị thấy mới có yếu thôi. Cái tuổi này là đang sung mãn ha, tới 64 vẫn còn ngon lành mà. À, ngày xưa là không phải là quan niệm là 60 năm cuộc đời nữa.
mãi giờ gì 100 năm cuộc đời ha, chứ không còn là 60 năm nữa đâu ha. 60 năm là mới có nửa đời thôi đó. Nên các anh chị thấy trên mạng là có bác sĩ là Nguyễn Hữu Trọng ha, là năm nay là bác là bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng này năm nay 96 tuổi, bác có 14 người vợ, đến bác là năm là bác là năm lúc mà bác là 68 tuổi ha, 68 tuổi bác có người học trò, bác có người học trò là người vợ, cuối cùng bây giờ đến sống đến bây giờ đó là học trò của bác luôn đó, là đã có là 4 đứa con, vẫn có con trai bình thường à, có trai có gái đầy đủ luôn, 2 đứa con gái và 2 đứa con trai đầy đủ. Và hiện nay các anh chị mà coi bấm trên mạng ha, thấy cái sản phẩm là gọi là Trường Xuân Vương ha, đó là minh chứng sống. Bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng hiện nay vẫn còn sống. Bác là viện trưởng viện dinh dưỡng của Việt Nam chúng ta, viện trưởng viện quốc gia dinh dưỡng ha. Bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng. Thầy xem thấy bây giờ hình như là nó đi nghịch lại không hả thầy? Tại sao? Em thấy giống như tụ nữ nó lại đi nghịch, nó ví dụ qua tới bữa 49-50 thì họ lại không phải vậy, mà giống như về lại tụi trẻ vậy thầy. Còn nam thì nó cũng lại nghịch lại. Em thấy nhiều bệnh nhân giống như là họ cũng có giống như mình, nhiều lúc khi khám bệnh ngược này kia thấy họ cũng nói về những cái vấn đề đó, giống như là em thấy là đa số nó lại đi nghịch lại vậy thầy. Rồi nói cái này là cũng đúng rồi ha, để trả lời cho cái này nghe. Tại sao không? Đây là chúng ta tính theo cái công thức là quy luật bình thường ha, quy luật bình thường đối với bình thường ngày xưa, còn bây giờ thì sao? Nó ngược lại ha. Sau cái độ tuổi là 56 này đầu người ta mới cưới vợ các anh chị ha, lúc này là tuổi này bắt đầu mới gì là chững chạc ha, là mấy ấy ở Sài Gòn là hay là Hà Nội là ta làm cơ ngơi sự nghiệp đàng hoàng ta mới lập định gia đình ha, hoặc là sao lúc này là bắt đầu nó mới là phát triển được nè, đó là tinh thần mới thoải mái nè. Còn sao từ cái tuổi mà gì 30 tuổi ha, nếu mà có gia đình sớm rồi từ 30 tuổi đến 50 tuổi là lúc này sao là lo lập nghiệp, cho nên là không có nghĩ đến chuyện sinh con đâu ha, đó cho nên sẽ bị suy yếu ha. Còn sau đến 50 rồi lúc này sao trưởng thành này, đó đầu là mới có ham muốn nữa. Đó, phụ nữ cũng vậy, tại sao lúc này là sao còn gì chứ đâu mà khóc với sầu hả, còn gì mắc nữa đâu, 49 tuổi là bức chi thả tuốt rồi cũng đâu có sợ gì nữa đâu ha, đó nên là không có sợ gì hết. Nên là cái lúc này là sao mới là thoải mái tinh thần, thì lúc này thoải mái tinh thần thì nhu cầu sẽ cao hơn. Đó là có nghĩa là tại sao nói là ngược lại là như vậy đó. Tại vì sao? Cái xã hội chúng ta ngày càng phát triển thì làm cho áp lực kinh tế nó càng nặng nề hơn, làm cho con người ta này nó không nghĩ đến cái chuyện sinh con nữa. Nhưng mà sau này thì sao, khi đến cái độ tuổi này rồi ta đã đạt được nguyện vọng của ta rồi thì lúc này các chị thấy nó sẽ có nhu cầu sinh con rất là cao. Tại sao lúc này ta chững chạc, ta qua một quá trình nhìn lại cái thấm thoát tuổi đã xế chiều, không còn là tuổi thanh xuân nữa, lo đi làm kinh tế xong một thời gian rồi quay lại cái là rồi thấy chúng ta đã già rồi ha, đã già đó. Nhìn lại thấy 20 năm làm việc để cống hiến, nhìn lại cái nghe thủ trưởng gọi báo là năm sau là nhận quyết định về hưu nghe em là rồi ha, đó là biết chúng ta mới già, chứ còn lúc ở trong đơn vị vẫn tung tăng, em vẫn còn 17 hả anh ơi, nhưng mà tới nhận quyết định rồi mới biết là chúng ta đã già ha. Trên ở ngoài đời cũng vậy ha, những người làm kinh tế ha thì họ sao họ lo làm miệt mài kinh sử ha, lo cơ ngơi sự nghiệp, nam cũng như nữ các anh chị vẫn lo ha. Bây giờ có nhiều nữ doanh nhân, rất là nhiều phụ nữ giờ đi kiếm tiền rất là giỏi ha, họ sao họ ngoại giao rất giỏi và họ cũng chịu khó chịu khổ và chịu học đó, họ chịu học và họ chịu làm và họ phải khẳng định được là sao sau khi mà được gì nam nữ bình quyền rồi sao phụ nữ vẫn có thể đi kiếm tiền làm để nuôi chồng, chứ không phải nhất thiết là chồng là phải làm nuôi phụ nữ, và phụ nữ không phải nhất thiết là chỉ có ở nhà cái việc là biết làm cái việc sanh đẻ ra là biết nút thiêu thùa là không được ha. Không còn cái chuyện mà
trai năm thê bảy thiếp, gái chính viên chỉ có một chồng nữa ha, vợ là ở nhà dưới không là không có đâu ha. Bây giờ sao, chồng thì vô nằm ru con đi anh, để em, mọi việc để em ha. Vợ là xông pha ra ngoài, ngoại giao làm rất tốt, thậm chí có nhiều gì doanh nhân là mở ra công ty ha, lớn mạnh thành đạt, rất là giỏi ha. Nam bây giờ thì sao, thấy gì chứ, nam bây giờ là để cho nữ qua mặt rồi nghe các anh chị. Phụ nữ giờ mắt rất là mạnh mẽ ha. Có thể những chuyện phụ nữ làm được mà người nam không làm được. Và có những cái là người phụ nữ hiện nay là làm rất là táo bạo luôn ha, mạnh dạn, rất là giỏi. Về kinh tế, chính trị, xã hội, học vấn ở giờ cũng giỏi hơn nam. Nam là bây giờ sao, thấy vậy chứ là sao? Là bị giống như bị ngược lại ha, theo cái quy luật thôi. Tại sao ngày xưa nam ăn hiếp nữ nhiều quá? Thầy thấy quý bà không? Thầy thấy quý bà toàn là có chồng trẻ trẻ không? Bởi em thấy nó đi ngược gì đó, em thấy lạ đó thầy. Thì đó, tại vì ngày xưa làm sao? Nam là được là phái mạnh mà. Nam được phái mạnh, nam có nhu cầu, nam năm thê bảy thiếp. Thì bây giờ phụ nữ sao, khi mà giờ điện thoại, smartphone dễ quẹt quẹt, ai có nhu cầu thì đâu tìm của lạ ha, cảm giác lạ. Bình thường, cái đó là chuyện nhu cầu sinh lý bình thường. Dạ thầy, mà giống như nếu mà liên hệ với cái bài học của thầy thì theo cái vấn đề này thì em có ý vậy. Là khi em thấy phụ nữ á, bây giờ ở cái tuổi 49-50 thì người ta hay gọi là hồi xuân gì á thầy. Là em nghĩ nó cũng ảnh hưởng đến cái thực tế cuộc sống bây giờ là nó đầy đủ. Thì người phụ nữ á, người ta mạnh mẽ hơn thì cái sống á, thì nó thay đổi. Thường thì bây giờ lại có cái quan niệm là có gì lái máy bay gì đó thầy. Còn cái người nam á, thì ngược lại thì em thấy ở cái tuổi 56 cho đến 64 á, thì lại có sinh ra cái nhiều cái bệnh về nam á, nam là liệt dương hay là yếu sinh lý thì em thấy đó, đúng rồi đó chị, cái đó em cũng thấy nó lại vậy đó chị, bởi vì em thấy rất đó thì đó em đó cũng có đọc quan điểm với lại hai chương là vậy, là có nghĩa là em thấy nó đi ngược lại là 56 đến 64 người đàn ông bây giờ nó không có khỏe mạnh như là trước, mà đi vào cái hiện tượng đó rất là nhiều, mà thật ra thì họ giấu đi á, có nghĩa là vì một cái mặc cảm gì đó người ta không công bố ra, nhưng mà thực tế khi mà khám bệnh thì mình mới biết là cái người này đúng là bị cái đó lâu dài rồi. Mày mà hàng bốn luôn á chị, hàng bốn luôn á chứ em không nói là tới là hàng năm đâu, hàng bốn luôn á. Em thấy nhiều đúng, đúng rồi đó, điều đó vậy. Đúng rồi. Còn người phụ nữ bây giờ thì phải ý em hỏi là cái nguyên nhân gì á thầy? Dạ em cũng có ý vậy. Dạ. Tại vì sao? Tại vì ngày xưa là do gì? Do cái thời đại mình bị phong kiến ha, phụ nữ là không có được quyền nói ha. Và ngày hôm nay thì sao? Phụ nữ là sao? Đi ngược lại là như thế nào? Phụ nữ là được bình quyền và có thể là lo cho chồng con gia đình được tốt hơn. Và ngày hôm nay là phụ nữ là cái người là quyết định kinh tế cho gia đình. Cho nên là sao? Sau khi 49 tuổi rồi, có nghĩa là họ đã hoàn thành nhiệm vụ trách nhiệm làm mẹ, làm vợ, làm gì đó. Họ đã xong rồi. Nếu mà đến cái thời điểm này mà thấy gia đình họ chưa có mà được mà ấm no hạnh phúc, họ có thể sẵn sàng rời vị trí này để họ đi sang vị trí khác. Đó là chuyện bình thường, giống như nãy chị nói là bà già lái máy bay đó, thấy không? Đó thì nó vẫn là chuyện bình thường. Hoặc là có thể là có nghĩa là lúc này là mình nói là tuổi hồi xuân đi, là tại sao lúc này là độ tuổi này là kinh tế nó đã ổn định rồi. Thì người ta sao? Người ta sẽ có nhu cầu nó được là trang điểm để người ta hưởng thụ. Ta sẽ có quyền ta hưởng thụ thôi. Sau bao nhiêu năm cài cực lực. Còn ngược lại, tại sao người nam? Tại vì sao? Tại vì hiện nay là sao? Do những người nam này nè, là tuổi là bây giờ nó ngược lại so với người nữ. Nam bây giờ là sao? Lo làm nhiều quá, lo phấn đấu lên. Mà nam mà nếu mà đi ra làm, các chị thấy rồi, phải quan hệ xã giao nhậu nhẹt thế này kia, rồi thậm chí là gì? Phạm phòng quá nhiều ha, quá độ. Lúc còn thời xuân trẻ, phạm phòng nhiều. Khi phạm phòng nhiều thì thiên quý này nó bị kiệt. Khi phạm phòng nhiều thì thiên quý bị kiệt. Cho nên sao từ 40, có nghĩa là hồi cái lúc mà còn đương thời đương đại, do họ phạm phòng, chính từ cái chỗ đó thì sao cuối cùng họ sẽ dẫn đến là
bị mà thiên quý nó xì đó. Cho nên là cuối cùng thì sao, bây giờ là ngược lại đó. Đó, năm mấy tuổi là bắt đầu bị mà tuyến tiền liệt, phì đại tuyến tiền liệt hay là viêm màu tinh hoàn đủ thứ chuyện hết trơn, mà cái này là họ giấu, họ không dám nói, tại vì họ phải thể hiện họ là phái mạnh đó, và họ lo lắng, họ suy tư. Và cũng có thể là cái gia đình này, cái người này cũng bị ảnh hưởng về kinh tế nữa. Không, mỗi ngày đều làm kinh tế đầu tắt mặt tối, thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện quan hệ trong gia đình đó. Hoặc là có thể là sao, họ có một cái bệnh tình gì đó, hoặc là có nỗi gì đó mà họ không có được giải tỏa được, thì cuối cùng sao, họ lo lắng suy nghĩ cuối cùng bị mất cân bằng về âm dương, không làm cho tinh thần nó không có được mà hưng phấn, thì nó không còn nghĩ đến chuyện đó nữa đó. Rồi làm cho lâu ngày sao cái ống dẫn tinh này nè, làm cho nó bị ảnh hưởng đó. Nếu mà chúng ta không có hoạt động thường điều độ thì sao, nó bị ức chế luôn, nó ức chế luôn. Mà khi ức chế rồi nó bị rối loạn nội tiết ở trong đó, nội sinh nó, thì sao nó sẽ ảnh hưởng lại đó. Cuối cùng thì đến năm mươi mấy này bắt đầu sao quýnh vỡ miệng không hả đó, gọi là quýnh vỡ miệng không, nói không chứ không làm được gì hết, chưa đi tới chợ mà tiêu hết tiền, trên bảo mà dưới không nghe, vân vân nó đủ thứ hết đó. Có nghĩa là lúc này họ đang lừa, gọi là lừa tình ha, nói mà nói hay lắm nhưng làm không được gì hết. Nhưng mà hỏi lại là rất là nhiều ha người đó. Nhưng mà ngược lại mình phải coi lại những người đó là ở khu vực nào, ví dụ như ở thành thị hay là ở nông thôn. Mà đa phần những người nếu mà bị trường hợp nãy giờ giống như cái chị Phượng và chị Mai Trương này nói nè, là đa phần những người có là nằm trong lao động nhiều ha. Chứ còn nếu mà những người mà sống mà ở thành thị ha, thuốc men đầy đủ, sinh hoạt lối sống tốt ha, bây giờ 70 tuổi người ta vẫn làm việc bình thường ha, sinh lực sức khỏe vẫn còn tốt ha đó. Chứ không phải là ở đâu. Còn những người mà nãy giờ mình đang nói là đối tượng lao động vất vả là lao động phổ thông, còn nếu mà lao động mà trung nông ha, là trở lên là nó đã phát triển rồi đó. Từ trung nông trở lên là phát triển, còn lao động phổ thông nó mới có xảy ra trường hợp đó thôi, do yếu tố hoàn cảnh xã hội, môi trường, cuộc sống ha, làm cho ảnh hưởng. Còn nếu mà ở thành thị mà bị giống như vậy thì sao, là do phạm phòng quá độ. Lúc còn trẻ, do trẻ trẻ không chơi, già hối hận, trẻ chơi quá thì già lẳng đẳng đó. Nó vậy thôi. Rồi được chưa hai chị? Dạ thầy, mà nhưng mà cái này á thầy, ví dụ như những cái này thì theo mình nói vậy nhưng nó có đi ngược lại với cái truyền thống đạo lý của dân tộc mình không? Là ví dụ như là phụ nữ thì bình quyền quá thì nó dẫn tới cái chuyện thoải mái, thì như vậy nó có ảnh hưởng đi ngược lại truyền thống đạo lý không thầy? Cái đó là xã hội mình không cho phép, truyền thống đạo lý mình không cho phép. Đây là nói là bàn bàn là bàn là đó, ngoài lề, ngoài chủ đề thôi ha, bàn ngoài lề, bàn ngoài chủ đề thôi. Chứ có khi nào mà ông chồng mình có đồng ý gì không? Ông chồng thì lén lén được, mà bà vợ lén đi ra rồi thì sao, gái lộng chồng thì gia tài bỏ hết ha, không có được đâu, cái đó là không có được. Nhưng mà nói là để nói theo cái xã hội hiện nay nó đã như vậy đó, nhưng mà chúng ta không được quyền lên tiếng. Cũng như bây giờ sao, máy hiện đại ha, muốn cái gì cũng cần có hết, sử dụng cái gì cũng được hết. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà nói theo mà cái truyền thống đó, thì cuối cùng thì chúng ta lại bắt lỗi về cái hiện đại này, nó đã như vậy tại sao nó có trường hợp như vậy. Nhưng mà hiện tại trong đề bài không cho phép bằng sau ha. Rồi tới đó, Dạ, cảm ơn thầy. rồi tiếp tục. Nếu thận tàng tinh bình thường thì thận tinh đầy đủ, cơ thể mới khỏe mạnh, quá trình phát dục và sinh trưởng bình thường mới có thể duy trì được khả năng sinh dục và duy trì nòi giống. Nếu thận bị bệnh, thận tàng tinh bị bất thất thường khiến cho quá trình phát dục của sinh trưởng bị ảnh hưởng, làm cho trẻ em phát dục chậm, xương cốt yếu mềm, lớn lên khó có thể có con. Có nghĩa là nếu bình thường thận tàng tinh đầy đủ thì cơ thể khỏe mạnh bình thường, phát dục và sinh trưởng bình thường đó. Còn nếu mà thận mà bị bệnh là thận tàng tinh bị bất thường khiến cho quá trình phát dục sinh trưởng nó bị ảnh hưởng, nó không phát dục được thì làm gì,
cho xương cốt mềm yếu, lớn lên khó có thể nuôi con ha, có thể khó có thể có con ha. Nhìn cái tướng người đó là biết sao, xương cốt yếu mềm là cái thận ông này yếu rồi ha, nhìn từ ngoài xa đi tướng này là biết, trên bảo dưới không nghe ha, xương cốt yếu mềm ha, thận này có vấn đề đó, là ông này khó có thể có con ha. Thận chủ thủy là chỉ sự điều tiết thủy dịch bình hằng, sự duy trì phân bố và bài tiết chủ yếu dựa vào sự khí hóa của thận thông qua tăng dịch trong thủy cốc tinh vi được vận chuyển và phân bố đến toàn thân, nhu nhuyễn, tư nhuận và phủ tổ chức. Sau khi tăng dịch đến nhu nhuyễn và tự dưỡng tạng phủ tổ chức, các dịch trọc được bài xuất ra ngoài. Chức năng khí hóa này của thận gọi là quá trình thăng thanh giáng trọc, hệ chức năng khai hợp của thận khí. Thận chủ nạp khí, thận nhiếp nạp khí, do phế khí hít vào và điều tiết quá trình hô hấp. Khí do phế hít vào bắt buộc phải xuống thận. Thận khi nhiếp nạp thì hô hấp mới có thể thông sướng điều đạt. Và vậy phế chủ khí, thận chủ nạp khí, hay phế chủ của khí, thận là gốc của khí. Thận chủ cốt, thận chủ cốt sinh tủy thông với não và kỳ qua tại tóc. Nãy kỳ qua tại mặt, bây giờ tới kỳ qua, nãy kỳ qua tại mặt, kỳ qua tại móng, kỳ qua tại tóc. Sự phát dục của cốt, tủy, não đều có mối quan hệ mật thiết với thận tinh. Thận tàng tinh, tinh sinh tủy, tủy ở trong cốt, cốt dựa vào sự nuôi dưỡng của tủy. Nếu thận tinh đủ, cốt sinh tủy quá có nguồn, gân là phần dư của cốt, gân sữa mọc đầy đủ và đề kỳ hạn thì thay răng vĩnh viễn. Tủy có cốt tủy và tủy sống bên trong thông với não, não do tủy tụ lại mà thành vậy. Vì vậy, Linh Khu biết não là bể tủy, vì vậy tủy là não đều dựa vào nuôi dưỡng không ngừng của thận tinh. Đó, cái vỏ tủy và cái vỏ não ha, đều được nuôi dưỡng của thận tinh ha. Của thận tinh ha. Do đó tư duy, ý thức, tinh thần, tình trí ngoài tâm can còn có liên mật hệ mật thiết với thận. Tinh quyết hỗ trợ sinh thành, tinh đủ thì tất quyết đủ, là tinh với quyết này hai cái phải song hành với nhau ha. Tinh nhiều quyết nhiều ha, tinh đủ thì quyết đủ, tinh kém thì quyết kém ha, tinh hư là quyết hư ha. Sự nhu nhuyễn của tóc là nguồn gốc từ quyết, vì huệ nói tóc là phần dư ở quyết. Mặt khác, tinh đủ tất quyết đủ, do đó thận tinh đủ thì tóc dài mượt, thận tinh suy kiệt thì tóc bạc khô. Nếu thận tinh đủ thì cốt tủy răng não mới phát dục bình thường, biểu hiện là cốt tủy đầy đủ, xương cốt khỏe, răng chắc, tóc đen mượt, tư duy nhanh. Nếu thận là hư suy, lưng gối mỏi yếu, chân tay yếu, trẻ em thì thóp chậm liền. Đó là nếu mà trẻ mà bị cái thận này yếu ha, đó, là sao? Là cái thóp nó lâu có liền qua lại, nó bị hỏng hoài ha, nó không có đầy ha. Quá trình phát triển chậm, trí tuệ chậm phát triển, gân cũng mọc chậm luôn. Nếu thận yếu là gân nó chậm mọc ha. Trong cái vị thuốc bắt chúng ta có gì? Quyết dư ha. Đó, quyết dư là cái phần tóc của mình ha, tóc của mình đốt lại, khô lại. Thận khai khiếu ga tai và nhị âm. Đó, thận khai khiếu ga tai và nhị âm ha. Thận khai khiếu ga tai là sao? Nó qua ù tai, qua mắt, chóng mặt, nó có liên quan đến nhau ha. Hãy có giải thích này rồi ha các anh chị. Rồi, lục phủ. Đó là chúng ta đã xong phân tích về cái phần là ngũ tạng rồi ha. Đã có ngũ tạng xong rồi. Năm tạng ha. Bây giờ lục phủ, thứ nhất chúng ta có sáu phủ ha. Phủ là gì? Phủ là các cái bộ phận của cơ thể có nhiệm vụ thu nạp, tiêu hóa, hấp thu và chuyển hóa các chất từ đồ ăn uống và bài tiết các chất cặn bã ra ngoài. Thứ nhất, đỏm, phủ đỏm. Đỏm là tàn chứa bài tiết mặt, trợ giúp tỳ vị tiêu hóa thức ăn. Mặt có màu xanh,
vàng vị đắng, khi đởm có bệnh thường xuất hiện vàng da, miệng đắng, nôn mửa ra chất đắng. Đởm chủ về quyết đoán, can đởm có mối quan hệ biểu và lý, can chủ về mưu lược, đởm chủ về quyết đoán là cơ sở của lòng dũng cảm, tinh thần dám nghĩ dám làm. Các bệnh về can đởm thường phối hợp với nhau. Đó, có nghĩa là chúng ta sao, nếu mà cái người mà nào mà gan mà khỏe ha, gan can đởm này, gan mặt khỏe mạnh ha, người thì sao quyết đoán dũng cảm ha, dám nghĩ dám làm là mạnh dạng. Nói mày, mày có gan quá, mày cái gì cũng gan hết chứ ha, cái gì cũng làm hết chứ. Nó là sao, gan mạnh khỏe ha. Hai, vị. Vị là bên trên nối với thực quản, bên dưới nối với tiểu trường. Chức năng của vị là thu nạp và tiêu hóa thức ăn, vì vậy gọi vị là bể của thủy cốc. Thức ăn sau khi vào vị được vị nghiền nát và phân hủy, sau đó chuyển xuống đến tiểu trường. Các chất tinh vi thông qua sự hấp thu của tỳ quặng hóa đưa đến phế, để tâm phế đưa đi nuôi dưỡng toàn thân. Vị khí hạ giáng xuống thủy cốc có thể hạ hành mới có thể tiêu hóa và hấp thu. Như vậy gọi là bài tiết, thì vì vậy gọi là vị chủ giáng chọc. Nếu vị hàn thì thức ăn không hạ giáng được, nếu vị nhiệt thì mau đói và ăn nhiều, nếu vị khí thượng nghịch thì xuất hiện buồn nôn. Trên lâm sàng, khí của tỳ vị gọi là vị khí, dùng để tiên lượng và sự phát triển của bệnh tật. Nếu vị khí còn sẽ sống, vị khí hết sẽ chết. Đó, cái này cũng rất là quan trọng ha. Vị khí ở dạ dày chúng ta cũng phải có khí ha, để làm gì, để biết tiên lượng được cái bệnh tật ha. Nếu vị khí còn thì sẽ sống ha. À, cái vị này là giống như cái gì, giống như cái hồ thủy cốc ha, cái bể cái hồ thủy cốc để gì, để chứa đựng cái thức ăn. Và sau khi thức ăn vào thì nó nhào nát, để nghiền nát thức ăn. À, sau đó mới hạ hành để gì, để tiêu hóa và để hấp thu bài tiết. À, tiểu trường là có ở phủ tiểu trường, có nhiệm vụ phân thanh gián chọc chất tinh của đồ ăn được hấp thu ở tiểu trường qua sự quặng hóa của tỳ thượng thân tâm phế, phế tiên phát và túc gián đi nuôi dưỡng toàn thân. Chất cặn bã sẽ được đưa ra bên ngoài qua đường mồ hôi và tiểu tiện. Chất chọc của đồ ăn sẽ được đưa xuống đại tràng, và khi tiểu trường bị bệnh, việc phân thanh gián chọc trở ngại sẽ gây phân sống và ỉa chảy tiểu tiện ít. Nghĩa sau khi mà chúng ta ăn thức ăn rồi không, nhào nát rồi, bắt đầu những cái chất tinh vi đó đưa xuống tiểu trường này nè, đưa xuống tiểu trường này không, để phân thanh gián chọc của cái chất tinh vi này để vận chuyển đến các cơ quan khác. Và sau khi nhờ cái lá lách chúng ta quặng hóa, nhờ lá lách quặng hóa nó chuyển đến rồi, thì sau cái phổi nó mới nhận, và cái phổi nhận xong thì túc gián mới đi nuôi dưỡng được khắp cơ thể toàn thân người chúng ta. Còn những cái chất cặn bã đầu mới lọc ra bên ngoài qua đường mồ hôi và đường tiểu tiện. Còn những cái chất chọc là những chất thô sơ đó ha, chúng ta sao sẽ đưa xuống đại tràng là ruột già. Khi mà ruột già chúng ta, khi ruột non chúng ta bị bệnh thì chúng ta không có phân ra được cái nào là chất độc, cái nào là chất mà có lợi ha, không phân thanh gián chọc được thì sao, gây cho cái chứng gì, bị trở ngại là gây phân sống ha, ỉa chảy và tiểu tiện ít ha, mới ăn gì vô là đi ra đó liền ha, bị ảnh hưởng liền ha. Về đại trường, đại trường tiếp nhận và các chất chọc từ tiểu trường xuống tái hấp thu một phần thủy dịch làm phân khô hơn và bài tiết phân ra ngoài theo đường hậu môn. Nếu đại trường có bệnh sẽ gây chứng tiết tả hoặc táo kết hoặc lị tật. À, nếu mà đại trường mà tiếp nhận các chất chọc này từ tiểu trường xuống mà tái hấp thu lại một phần thủy dịch làm phân khô hơn và bài tiết phân ra bên ngoài theo đường hậu môn, nếu đại trường có bệnh sẽ gây ra chứng tiết tả hoặc táo kết hoặc lị tật. Nên là khi bị rối loạn cái đại trường này cũng có thể gây ra táo bón ha, hay là hoặc tiêu chảy ha. À, bàng quang, phủ bàng quang. Bàng quang là có chức năng chứa
nước tiểu và bài xuất nước tiểu dưới sự khí hóa của bàng quang. Nếu bàng quang có bệnh thì khí hóa thất thường dẫn đến tiểu tiện không lợi, hoặc là lông bế nếu bàng quang mắc sự ướt thúc khiến tiểu nhiều lần, tiểu không cầm. Nếu nhiệt thì nhập bàng quang gây nhiệt nhập thì bàng quang sẽ gây tiểu buốt, tiểu rắt. 6 là phủ tam tiêu. Tam tiêu là gồm thượng tiêu, trung tiêu, hạ tiêu. Thượng tiêu là gồm có tâm phế, trung tiêu là gồm có tỳ và vị, hạ tiêu gồm có can và thận. Sự hoạt động của tam tiêu biểu hiện có sự khí hóa và vận chuyển đồ ăn ở thượng tiêu. Phế là chủ hô hấp, phân bổ khí và chất dinh dưỡng vào huyết mạch, được tâm khí hóa đến toàn thân. Ở trung tiêu thì tỳ vị thu nạp và tiêu hóa thức ăn, hấp thu chuyển chất tinh quy của hồ thủy cốc lên phế. Ở hạ tiêu thì có sự khí hóa của thận, thân thanh gián trọc của thận và tiểu trường. Chất trong được giữ lại để đi nuôi dưỡng cơ thể và cân bằng thủy dịch. Chất trọc được bài tiết ra ngoài qua đường hô hấp và tiểu tiện và đại tiện. Đó là ở phủ tam tiêu. Nãy giờ chúng ta đã đi xong được cái phần là lục phủ và ngũ tạng này ha. Còn một chút xíu nữa gắng cố gắng lên nha các anh chị. Như vậy giữa cái mối quan hệ của các cái tạng phủ và mối quan hệ giữa tạng với tạng như thế nào? Như vậy tâm với phế, tâm là chủ huyết mạch, phế là chủ khí. Hai cái tạng này cùng ở thượng tiêu về chức năng sinh lý để duy trì hoạt động của các cơ quan trong cơ thể. Dựa vào sự ôn dưỡng của khí và tâm huyết và phế khí dựa vào nhau tồn tại, huyết muốn vận hành đều dựa vào thúc đẩy của khí. Có nghĩa là cái sự liên quan giữa cái tạng với cái phủ, cái tạng và cái phủ đều gắn liền với nhau, và cái tạng với cái tạng lại gắn liền với nhau nữa. À, nếu mà khí này nè muốn đi mà không có huyết để làm bôi chân dẫn đường thì sao? Không được. Tâm huyết và khế khí phải dựa vào nhau mà để tồn tại. Cho nên huyết mà muốn vận hành thì phải dựa vào sự thúc đẩy của khí. Mà khí muốn phân bố được đến toàn thân thì cũng phải dựa vào sự vận tải của huyết. Có nghĩa là nước này nó cũng sẵn sàng để chở đi đến những ngõ ngách nhỏ được ha. Nếu mà không có khí thì nó không dẫn đi được. Mà có khí rồi mà không có huyết thì nó không tải đi được. Đó. Cho nên về phương diện bệnh lý, nếu phế khí hư nhược thì dẫn đến huyết vận hành vô lực, tuần hoàn bị ứ trở gây ngực tức đau, tâm quý chính xung, khí đoản. Có nghĩa là sao? Bị ứ trệ, bị quất lại ha, thì nó làm cho nó không được thông ha, thì sao? Đau ngực nè. Đó, tâm quý chính xung, khí đoản nói hụt hơi nè. Ngược lại nếu tâm dương hư thì ảnh hưởng đến sự tiêu hóa và thúc gián của phế, gây ho, khó thở, tức ngực. Nếu tâm quả dưỡng thì sẽ ảnh hưởng đến phế âm, gây tâm phiền, mất ngủ, ho, ho ra máu. Đó. Mỗi cái đều có liên quan và có triệu chứng khác nhau ha. Tâm và tỳ, giữa tim với tỳ ha. Tim với dạ dày thì sao? Tâm là chủ huyết, tỳ là sinh huyết. Nếu tỳ không quản quá được, dẫn đến tâm huyết cũng hư, gây ra xuất hiện chứng tâm tỳ hư thì hồi hộp hay quên, mất ngủ, sắc mặt xanh. Hoặc tỳ hư không nhiếp được dẫn đến huyết hư. Tâm can, tâm và gan. Tâm chủ huyết, can tàn huyết là cả hai cùng duy trì sự vận hành của huyết dịch. Nếu tâm huyết hư thì dẫn đến can huyết cũng không đủ, khiến tâm quý mất ngủ. Khiến tâm quý mất ngủ kèm thêm nhìn mờ, chân tay tê bì, móng chân tay khô. Mặt khác tâm tàn thần thì can chủ sơ tiết, do đó hoạt động tinh thần đều ảnh hưởng đến tâm và can. Tâm với tỳ, tâm với can ha. Mọi cái đều có liên quan nhau. Rồi tâm với thận. Tâm quả thì thuộc dương, thận thủy thì thuộc âm. Tâm quả phải hạ giáng xuống thận, khiến cho thận thủy không hàn, thận thủy không cũng không phải thượng tế lên tâm để tâm quả không vượng, tâm để tâm quả không vượng, gọi là tâm thận tương giao. Có nghĩa là sao? Ở trên thì giáng xuống để cho thận này nó không có hàn, mà ở dưới thì thăng lên để gì? Để cho tâm không có bị quả quá, cho nên gọi là tâm thận tương giao. Hai thủy quả ký tế, như là hai cái này hòa hiệp ha. Chung một nhà mà ha. Nếu tâm thận bất giao thì xuất hiện bệnh, ví dụ
tâm dương hư, tâm quả không thể hạ ôn thận thủy, khiến thận thủy không quá thượng lăng đến, dẫn đến thủy thủng, tâm quý chính xung, thủy khí lăng tâm. Hoặc là thận thủy bất túc, không thể thượng tế lên, tâm khiến quả thịnh gây tâm quý, tâm phiền mất ngủ, miệng lở lét. Đó, phần này các anh chị nhớ ha, tâm thận tương giao và tâm thận bắt giao ha, thủy quả khí tế là mấy cái từ này ha, để chúng ta nhớ được cái triệu chứng này là như thế nào. Cái này trên lâm sàng chúng ta cũng thường gặp nha các anh chị. Phế và tỳ, phế chủ tiên phát và túc gián, tỳ chủ quản hóa về phương diện sinh lý. Phế cần có tăng dịch và khí chất tinh vi của thủy cốc do tỳ quản hóa cung cấp để nuôi dưỡng cơ thể. Mặt khác, tăng dịch và khí chất tinh vi của hồ thủy cốc vận chuyển cũng cần phải có sự tiên phát và túc gián và phế mới đem đi nuôi dưỡng toàn thân được. Nếu tỳ khí hư là dẫn đến phế khí bất túc, gây người mệt mỏi, thiểu khí, ngại nói, tiếng nói nhỏ, ho. Mặt khác thì tỳ mắc kiện quặn thì thủy thấp, ứ động, sinh đàm ẩm. Tỳ là nguồn gốc sinh đàm, phế là nơi tàn chứa đàm. Này có hôm ai trả lời cái phần này rất là tốt rồi ha, phế và tỳ ha. Tỳ là cái nguồn gốc sinh đàm, phế là nơi tàn chứa đàm. Mặt khác, phế khí hư nhược, tiên phát và túc gián thất cơ dẫn đến thủy thấp, đình trệ, trung tiêu, khiến tỳ quặn quá bị khó khăn, dẫn đến thủy thủng, người mệt mỏi, ăn kém, bụng trướng. Đó, phần này cũng quan trọng ha, các anh chị cố gắng nhớ phần này nha. Có thì phế chủ tiên phát và túc gián, can chủ sơ tiết, nếu can mắc sơ tiết sẽ ảnh hưởng đến chức năng tiên phát túc gián của phế. Trên lâm sàng, nếu can quá quả lâu ngày sẽ làm tổn thương phế âm, gây đau ngực, sườn, mặt đỏ, mắt đỏ, ho khan. Phế là thượng nguồn của thủy, thận chủ thủy, cả hai duy trì sự hẳn định của tăng dịch trong cơ thể. Nếu phế và thận bị sẽ ảnh hưởng đến nhau, phù thủng. Mặt khác, phế chủ khí, thận chủ nạp khí, phế thận bị bệnh dẫn đến quá trình điều tiết hô hấp sẽ bị rối loạn. Can đối với tỳ, tỳ đối với thận. Can là chủ sơ tiết, tỳ là chủ quặn quá. Hai cái này chịu ảnh hưởng đến chức năng của sơ tiết của gan. Mặt khác thì bao tử chúng ta phải không? Sinh huyết ha. Tỳ là sinh huyết, can tàn huyết. Nếu tỳ không sinh ra huyết dẫn đến huyết hư, do đó chức năng huyết của can cũng bị rối loạn, hoặc tỳ hư thì không nhiếp được huyết gây chảy máu. Lâu ngày cũng ảnh hưởng đến can huyết. Thận, tỳ và thận, thận dương hay thận khí đều có chức năng ôm ấm tỳ, giúp cho tỳ quặn quá tốt hơn. Nếu thận dương hư thì đến tỳ dương cũng gây chứng tỳ dương hư, gây ra chảy và phù thủng. Cái phần này thì trên lâm sàng ít gặp ha. Can thận, can thận thì thường gặp nha các anh chị. Can tàn huyết, thận thì tàn tinh. Can huyết dựa vào sự tu dưỡng của thận tinh mà thận tĩnh cũng không ngừng được can huyết. Can là chủ căn, thận là chủ cốt tủy. Can thận âm hư thì dẫn đến gò má đỏ, triều nhiệt, lưng gối đau, liệt dương di tinh. Nếu âm hư nhiều không chế được dương xuất hiện can thận âm hư, can dương vượng, gây ra chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt. Ở cái trường hợp là can thận ha. Cái trường hợp can thận này cũng trên lâm sàng gặp rất là nhiều các anh chị, có thi. Can thận âm hư là sao? Cái triệu chứng đó là gò má đỏ, buổi chiều là hay sốt, ớn lạnh ha, lưng đau, gối mỏi ha, liệt dương di tinh. Đó. Tại sao? Do những người này sống ha, bị gì? Lo lắng quá độ, bị chết lâu ngày ha, sợ sệt ha, hoặc là do ăn uống thất điều, rượu bia quá độ, quá chén ha, cuối cùng sao? Ảnh hưởng đến can thận âm hư. Thì sao can thận âm hư là không phải người lớn tuổi đâu, mà trẻ tuổi này 30-40 là cũng bị nữa ha, vẫn bị liệt dương và di tinh ha. Mối quan hệ giữa tạng với phủ. Tạng và phủ là chủ yếu là quan hệ biểu lý, tâm tiểu trường. Tiểu trường là nhịn được sự ôm ấm của tâm dương,
sự nhu nhuyễn của tâm huyết mới có thể phân thanh gián trọc. Nếu kinh tâm thực quá dẫn đến nhiệt ở tiểu trường ít thì tiểu trường thì tiểu ít, tiểu nước tiểu đỏ, tiểu bút. Mặt khác thì tiểu trường có nhiệt cũng ảnh hưởng đến tâm, gây tâm phiền, lưỡi đỏ, riêu bẩn. Phế và đại trường. Phế là chủ tiên phát túc gián, đại trường không thông. Đại tiện nếu phế mất khả năng gián, dẫn đến dịch không thể hạ đạt, gây táo kết. Hoặc nếu phế khí hư lâu ngày ảnh hưởng đến tỳ khí cũng gây táo kết, hoặc phế nhiệt làm âm dịch hao tổn cũng gây táo. Quan hệ giữa tỳ và vị. Vị chủ nạp khí. Vị là chủ nạp, tỳ chủ ẩn quá. Một thân một gián cùng hiệp đồng để tiêu hóa hấp thu phân bổ chất thủy cốc tinh vi, khiến cho cơ quan tạng phủ được nuôi dưỡng. Can và đỏm. Dịch mặt là có nguồn gốc từ can, có chức năng hỗ trợ tiêu hóa. Khi can bị bệnh thường ảnh hưởng đến đỏm và ngược lại. Thận và bàng quang. Sự khí hóa của bàng quang đều dựa vào khí hóa của thận. Nếu thận khí đủ, bàng quang đóng mở có góc độ, nước tiểu được bài xuất ra ngoài. Nếu thận khí bất túc dẫn đến bàng quang đóng mở thất thường, gây tiểu tiện không lợi, hoặc lông bế, hoặc là di niệu, hoặc tiểu không cầm được. Rồi cái cuối cùng là mối quan hệ giữa phủ với phủ. Phủ với phủ là gì? Là công năng chủ yếu của lục phủ là thu nạp, tiêu hóa ẩm thực, hấp thu các chất cốc tinh vi và bài tiết chất cặn bã. Ẩm thực là nhập vào vị thông qua chức năng nghiền nát và làm nhừ của vị, hạ xuống tiểu trường. Tiểu trường phân thanh gián trọc, thanh được tỳ quặng hóa lên tâm phế để đi nuôi cơ thể. Một phần tăng dịch khi ra được tổ chức và tạng phủ sử dụng sinh dịch chọc được bài tiết ra bên ngoài qua mồ hôi và tiểu tiện. Chất chọc được từ trường được vận chuyển từ trường trận chuyển xuống đại trường. Chất chọc tiểu trường được vận chuyển đến xuống đại trường. Đại trường lại tiếp tục hấp thu một phần dịch trong chất chọc là chất cặn bã được thải ra bên ngoài qua đường đại tiện. Chấm hết. Rồi hôm nay chúng ta cuối cùng cũng đã hoàn thành được cái bài ngũ tạng. Bài này dài, quá dài nha các anh chị. Đúng ra thì tôi cũng tính muốn rút gọn lại cho các anh chị, nhưng mà tại vì giáo trình nó như vậy ha. Mà nếu mà tôi học thêm cái này vô thì dài, các anh chị cũng không hiểu nữa. Mà hôm nay lỡ thêm quá dài, thêm cái nó cho diễn giải ra cho đủ ý nghĩa luôn, cho nó dài quá. Diễn giải cho nó đủ ý nghĩa, dài quá cuối cùng thì sao, chúng ta không có kịp thời gian. Mà nếu không diễn giải để ngắn gọn cho các anh chị thì các anh chị không hiểu. Đó, cho nên đợi hôm nay chúng ta, nếu mà các anh chị nào mà không có học, nhìn vô tài liệu này đọc lại thì các anh chị cũng đã hiểu qua được một phần nào. Còn cái phần nào không hiểu thì nữa sẽ hỏi sao. Rồi như vậy hôm nay chúng ta sẽ tạm thời kết thúc là tại đây ha. Hôm nay cũng khuya ha, 9 giờ mấy, gần 10 giờ rồi. Rồi xin chân thành cảm ơn cả lớp đã lắng nghe. Hôm nay chúng ta học hai bài nữa ha. Ngày mai chúng ta bắt học tiếp ha. Dạ, dạ. Vẫn học là tiếp luôn hả thầy? Ngày mai lịch mình vẫn có học mà. Dạ, tại vì hôm đó em như là em coi hôm nay thứ ba thứ năm công mà thầy. Thứ ba thứ sáu. Ba tư năm sáu rồi. Khoan để coi lịch lại nghe các anh chị à. Tháng 16, 17. Dạ 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 rồi. Ừ. Thầy chỉ có mai còn một buổi nữa. À, mình là 14, 15, 16, 17. Ngày mai còn buổi nữa, học 5 bài kịp không? Chắc kiểu này thì lớp xin thầy thêm một hoặc 2 ngày, 2 buổi tối nữa thầy ơi. Còn bài 6, bài 7, bài 8.
chín, bài 10 sao kịp, mới có 5 bài. Sắp sửa lịch đợt này không hiểu luôn các anh chị, bởi vì các anh chị là vô sao, cho nên là học cái này là có số người học ké, còn số người học chính thức sao không biết. Nó sắp 10 bài mà dạy có 4 buổi sao tôi dạy kịp. Dạ thì bây giờ thầy cứ dạy đi rồi em sẽ xin với trường thêm, chứ cái môn này đối với cái lớp ông năm của tụi em là một thiệt thòi rất là lớn luôn. Dạ mà nếu mà cái môn này là phải sắp 10 tiết, phải sắp 10 buổi, ít nhất là phải 10 buổi tối thì mới dạy kịp. 10 bài mà sắp có 4 đêm mà 15, 16, 17 14, 15, 16, 17, 4 đêm sao chạy kịp. Mỗi đêm 2 bài thì cũng ra là 8 bài. Mà ngày đầu tiên là chúng ta mới làm có 1 bài mà 1 à. Dạ thì tối để em học đối với học online này là lớp em là đó một thiệt thòi rồi. Mà kiến thức nắm không vững nữa thì rất là khó. Và ngày mai là chúng ta còn 4 bài học. Nói chung là những cái bài sau này bài dài lắm. Bắt đầu các anh chị thấy hôm nay cái bài hôm nay là bắt đầu dài nè. Qua bài mà ngày mai là dài nữa. Ngày mai là dài nữa. Mà một ngày mai mà học cái bài 6 mà học thuyết kinh lạc đó các anh chị. Học thuyết kinh lạc mà một buổi, một đêm một là không thể nào mà học hai bài được. Mà kinh lạc không là chúng ta học một đêm là không hết, không kịp rồi. Cái này cũng hơi khó ha. Thôi, dạ, cho tôi thằng cố gắng thôi. Ngày mai xem ngày mai xong rồi để báo lại với phòng đào tạo ha. Dạ 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 rồi em cảm ơn thầy. Tại vì cái này gọi là phần này là gọi là trợ giảng, hỗ trợ ôn lại cho các anh chị thôi, chứ không phải là dạy chính thức nữa. Cho nên bây giờ nếu mà ôn lại mà có số anh chị vô mới vô sao, giống như ở đây người sao biết gì đâu rồi, nghe người sao ôn được. Tại như cái lớp của bên anh Vũ đã có học rồi, một số người đã vô sao trẻ ôn lại như vậy thì được. Mà bây giờ là 10 bài mà sắp có 4 đêm mà. Ngày mai anh Thảo cho lớp vô sớm một chút nha. Dạ dạ rồi, vậy để em thông báo với mọi người. Có thể là 6 giờ rưỡi mình ta lớp em tập trung. 6 giờ rưỡi làm đi ha. Mai dạ dạ. 6 giờ rưỡi dạy nha. Dạ. Rồi. Rồi xin lớp chào thầy. Nha. Dạ chào thầy. Dạ dạ. Dạ em chào thầy.